Thì câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng á, kính bạch thầy, cho con đọc kinh Địa Tạng thì biết được ở phẩm thứ tư Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào quy y với Ngài thì được công đức vô lượng, thoát ly ba đường ác. Con xin thầy chỉ cho chúng con biết được quy y như thế nào là cho đúng pháp. Người bị ốm nằm trên giường thì có quy y được không và có công đức như thế nào? Ở đây Phật tử này có nói rằng dẫn ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ tư nói rằng Đức Phật dạy rằng nếu mà có chúng sinh nào mà quy y với Ngài Địa Tạng thì được vô lượng công đức, được thoát ly ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. À, đúng vậy. À, như chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài đã chứng được sáu pháp thần thông. Ngài đã thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên á, Ngài nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi đời kiếp trược, ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung khổ đau này. Vì sao mà lại sinh vào cõi đời ngũ trược như thế? Chính vì kém phúc vậy. Vì nhiều đời, nhiều kiếp về trước, những chúng sinh đó đã gieo tạo vô lượng ác nghiệp. Nhưng cũng do một cái nhân duyên, may mắn là cũng đã gieo trồng được một chút là phúc, cái hạt phúc, cái ruộng, cái hạt giống phúc điền. À, cho nên á, ở đời này kiếp này được sinh ra làm người và được gặp Phật pháp, được gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta sinh ra được thân người là khó, mà nay chúng ta đã được rồi, tức là một cái nhân duyên rất là lớn. Được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, mà chúng ta lại gặp được Phật pháp, gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, đó cũng là một cái nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. À, khi gặp được mà chúng ta biết phát khởi cái tâm thành kính, phát khởi cái tâm Bồ đề để mà quy y Tam Bảo. Ở trong kinh này thì nói là quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, chứ quy y nghĩa là gì? Nghĩa là nương tựa. Chứ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y á, có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Chứ quy y với Bồ Tát Địa Tạng tức là quay về để nương tựa theo Bồ Tát Địa Tạng để mà tu hành. Nương tựa thế nào? Cái điều đầu tiên ở trong kinh điển của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được các vị pháp sư ở trong Phật giáo xếp bộ kinh này vào một bộ kinh gọi là hiếu kinh ở trong nhà Phật. Tức là gì? Lấy hạnh hiếu làm đầu, đặt hạnh hiếu lên hàng đầu. Cho nên ở trong bốn tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lên là bốn lần tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt Ngài đã phát tâm từ vô thủy kiếp, Ngài đã thể hiện ra vô lượng các tiền thân như vậy để báo hiếu, để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi không thể nói hết được. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ lấy bốn cái tiền thân quan trọng tiêu biểu nhất để mà nêu ra, để mà nói ra ở trong chúng hội ấy, và đồng thời cũng để cho chúng ta noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mà thực hành. Nay chúng ta nương theo Bồ Tát Địa Tạng để học đạo, học ở cái gì? Chính là học ở cái tâm hiếu hạnh của Ngài vậy. Ở trong đạo Phật, các Phật tử chúng ta thường hay nghe thấy là gì? Có câu nói là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy cái tâm hiếu thảo với ông bà,
với cha mẹ, với tổ tiên. Đó chính là cái tâm gì? Tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta lại phải lấy tâm hiếu với ông bà, cha mẹ và tổ tiên? Vì có tổ tiên mới có ông bà chúng ta. Có ông bà chúng ta mới có cha mẹ chúng ta. Và có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Đó chính là cái đạo lý. Cái đạo lý ấy mà người học Phật chúng ta không ai được lãng quên. Nghĩa là ai cũng phải ghi nhớ nó, ai cũng phải đặt cái tâm hiếu thảo đó để mà lo mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Báo đáp bằng cách nào? Ở thế gian có rất nhiều cách họ nói rằng có thể dùng để báo đáp ông bà cha mẹ tổ tiên. Ví dụ như đối với tổ tiên đã mất thì phải hương khói phụng thờ. Đối với ông bà cha mẹ về già thì phải chăm sóc, dưỡng nuôi, thuốc thang cơm cháo. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ vui khi cha mẹ buồn, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang cơm cháo dưỡng nuôi, chẳng để cho cha mẹ phải phiền lòng về chúng ta, vân vân. Đó chính là cái hạnh hiếu thảo ở thế gian. Hạnh hiếu ấy đủ chưa? Đối với thế gian thì họ cho đó là đủ. Nhưng đối với Đức Phật và đối với giáo lý Phật Đà, Đức Phật nói rằng dẫu cho người phận làm con, người làm con báo hiếu cha mẹ cả cuộc đời này, lo cho cha mẹ không bị túng thiếu cái gì. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ nở nụ cười quanh năm ngày tháng, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Đức Phật nói như vậy chưa đủ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói rằng người con chí hiếu, đó chính là người con biết dùng các phương tiện khéo léo, dùng cái tâm chân thành, dùng cái trí tuệ mà mình đã học được ở trong cửa Phật, ở trong giáo lý của Đức Phật, đem giảng giải và khuyên cha mẹ, khuyên ông bà chúng ta biết phát cái tâm là gì? Tín kính. Biết phát cái tâm là gì? Thiện lành. Và đặc biệt là biết tin vào Tam Bảo. Tiếp đến là biết gì? Quy Tam Bảo. Biết niệm Phật, biết lạy Phật, biết tụng kinh, biết sám hối và biết phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Làm được như thế mới gọi là người con chí hiếu. Tức là những người con làm được cái hạnh hiếu đến tột cùng. Không còn một cái hạnh hiếu nào có thể trên cái hạnh hiếu là làm cho bố mẹ được giải thoát, được thoát ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, không bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula nữa. Đó mới là đứa con chí hiếu. Thế còn đối với Đức Phật nói rằng dẫu cho có lo cho cha mẹ chúng ta báo hiếu đến trọn cả trăm tuổi, nhưng không biết khuyên cha mẹ tu tâm tích đức, tu nhân hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, quy kính Tam Bảo, trí thành niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân đó. Để gieo cái hạt giống Bồ Đề vào trong tâm thức, trong A Lại Gia thức của cha mẹ chúng ta đó. Gieo cái chủng tử thiện, cái chủng tử Bồ Đề tâm đó, để khiến cho cha mẹ chúng ta được nhập vào, được vào ngôi nhà của Đức Như Lai. Tức là được dự vào cái hàng ngũ hải hội thánh hiền, thoát ly sinh tử chúng khổ,
của những bậc thánh xuất ly tam giới đó. Thì Đức Phật nói nếu chưa làm được như thế, ở trong đối với trong Phật môn chưa phải là người quan tri hiếu, đối với thế gian thì hầu hạ cha mẹ ông bà vân vân đó cả cuộc đời đó, thì đó gọi là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà để đến đạt đến mức trí hiếu ở trong nhà Phật thì chúng ta phải làm được như thế. Cho nên ở đây gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng, nghĩa là nương tựa vào á Bồ Tát Địa Tạng để tu. Thì Bồ Tát Địa Tạng tu như thế nào? Ngài vì thấy chúng sinh khổ mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy nay chúng ta gì? Muốn cho cha mẹ chúng ta, ông bà, tổ tiên chúng ta thoát ly sinh tử chúng khổ thì chúng ta cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Rộng ra là muốn cho tất cả các loài hữu tình thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cũng phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Thế nào là phát Đại Bồ Đề Tâm? Chúng ta cứ học Kinh Địa Tạng, thấy Bồ Tát Địa Tạng Ngài phát tâm như thế nào, chúng ta phát tâm như thế. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Bồ Tát Địa Tạng vì lòng hiếu thảo mà phát Đại Bồ Đề Tâm, vì tất cả chúng sinh khổ đau trong mười phương thế giới mà phát Bồ Đề Tâm, thệ nguyện là chúng sinh chưa độ hết thì Ngài nguyện không thành Phật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Cho nên ở đây người quy y đúng như Pháp, tức là phải nương theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy ở trong kinh để mà thực hành. Phật bảo chúng ta đừng có sát sinh. Vì sao đừng có sát sinh? Vì mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta và bản thân của cha mẹ chúng ta vậy. Cho nên người học Phật mà chúng ta nhận biết được tất cả chúng sinh có mạng sống cũng như mạng sống của bản thân chúng ta và bằng mạng sống của cha mẹ chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quý kính, sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả các loại chúng sinh đó như tôn trọng mạng sống của cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới không giết hại chúng sinh được. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Phát cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà đối đãi với chúng sinh, để mà tiếp nhân độ vật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Đó gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cách chân chính. Đó gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng một cách gì? Chân chính. Đó cho nên Phật tử hỏi rằng, xin hỏi là xin Thầy cho chúng con biết thế nào gọi là quy y đúng Pháp. Đó, chúng ta cứ hiểu cái chữ quy y là gì. Chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có là nương tựa. Chữ quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào chính Pháp. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Đó cho nên chúng ta học Phật không phải là chỉ học ở trên đầu mỗi chóp lưỡi, không phải là chỉ học thuộc một vài bộ kinh, một vài câu thần chú để chỉ tụng hàng ngày. Chúng ta dẫu cho có tụng được hàng ngàn bộ kinh mà không hiểu nghĩa kinh để mà thực hành thì cái công đức phúc báo của chúng ta chưa được viên mãn, chưa được rốt ráo, chưa được thành tựu vậy. Mà chỉ có một chút phúc báo nho nhỏ ở thế gian thôi. Cho nên mục đích chuyển pháp luân của Đức Phật chính là đem gì? Khai thị cho chúng sinh, tức là mở bày chi kiến Phật cho chúng sinh, chỉ bảo cho chúng sinh biết được tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hiểu được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Quy Phật chân chính, quy Pháp chân chính, quy Tăng chân chính. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Quy Phật có nghĩa là gì? Quy giác. Giác á, thì thường không còn mê. Quy Pháp là quy gì? Quy chính. Chính thì chắc chắn thì không có tà. Quy Tăng á, là quy tịnh. Tịnh có nghĩa là gì? Không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành. Vì tự tính của Phật là gì? Là từ bi,
là bình đẳng, là giác ngộ. Tự tính của pháp á, là tịnh mà không nhiễm. Tự tính thanh tịnh của tăng á, là không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành ở trong đó. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi rằng á, quy như thế nào cho đúng pháp, thì vì nhiều câu hỏi cho nên thầy cũng chỉ có giải thích sơ lược qua như vậy. Rồi Phật tử còn hỏi một ý nữa rằng á, người ốm nằm ở trên giường bệnh thì có quy được không, và có được công, và được, và có công đức như thế nào? Ở trong cửa Phật thì Đức Phật cũng khai cho có rất nhiều phương tiện. Nếu mà như ở trường hợp mà người bị ốm nằm liệt giường liệt chiếu, không thể đi tới chùa để quy Tam Bảo được, thì có thể thỉnh tăng đến để quy Tam Bảo tại nơi giường bệnh cho bệnh nhân đó cũng được. Trong giới luật còn nói rằng nếu bệnh nhân đó mà yếu quá, không thể nghe được suốt cả một bài khai thị tiền phương tiện trước khi quy y, thì chỉ cần nói vắn tắt cho họ hiểu là được, xong rồi truyền cho tam quy cho họ. Truyền càng ngắn gọn càng tốt, miễn là làm sao để họ nhập tâm, cái bệnh nhân đó nhập tâm và họ gì? Họ phát bồ đề tâm, họ tín thọ phụng hành, thì vị đó cũng đắc được giới thể tam quy như thường. Và một điều đặc biệt nữa, ở trong kinh luận có giải thích rằng nếu mà ở trường hợp mà người ốm, người bệnh đó rất muốn quy Tam Bảo nhưng mà không có chư tăng, không có chư ni, tức là không có những người xuất gia đến để bên giường bệnh để truyền giới cho đó, thì nói rằng ngay chúng ta lấy cái nghi thức quy y ra, chúng ta đọc ngắn gọn cho người đó và người đó có thể phát nguyện. Chúng ta miễn là chúng ta là Phật tử rồi. Nhưng mà thường cái này là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là những nơi biên địa, những nơi hải đảo, những nơi xa xôi, trải qua hàng trăm cây số, thậm chí xa hơn, không có tăng ni xuất gia, thì chúng ta mới có thể dùng một Phật tử để nói pháp cho một thiện nam tín nữ bị bệnh trên giường. Cũng có thể Đức Phật nói, đó cũng có thể khai cho, và chúng ta đọc cái lời quy y là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, và bảo họ đọc theo. Nếu họ không đọc được ra miệng thì họ đọc ở trong gì? Trong tâm cũng được. Rồi tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, bảo họ đọc theo. Rồi tự quy y tăng, đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, bảo họ đọc theo. Kinh luận Đức Phật nói khai cho những trường hợp đặc biệt, đó là gì? Những thiện nam tín nữ, những bệnh nhân đó tha thiết quy y Tam Bảo mà trải qua hàng trăm dặm, hàng trăm cây số, vài trăm cây số, không có tăng ni xuất gia, không có người xuất gia, thì chúng ta có thể phương tiện làm điều đó được. Hoặc rằng á, chúng ta có thể không thỉnh được tăng ni đến, thì chúng ta có thể đi đến một cái nơi có tăng ni đó, họ làm lễ và họ viết cho cái điệp quy y Tam Bảo và bảo vệ chúng ta cứ như pháp, để đứng ở bên cạnh đầu giường để đọc 3 lần cho cái bệnh nhân kia nghe, và đọc 3 lần xong bệnh nhân kia cũng có thể đắc giới đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì cũng có nhiều cái khai môn, khai phương tiện như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết. Cho nên ở đây nói rằng những người bệnh nhân ốm mà nằm trên giường quy y thì có được công đức không? Có được, nếu nhất tâm thì vẫn được, vẫn đầy đủ công đức như chúng ta quy bình thường. Nhưng mà phải bệnh nhân đó phải nhất tâm, phải là ốm thật sự. Nếu mà còn khỏe thì phải ngồi dậy hoặc là quỳ xuống để gì? Để nhận cái pháp tam quy và phát nguyện tam quy. Khi tam quy thì nên có gì? Đối trước một cái ảnh của Đức Phật hoặc Bồ Tát thì sẽ như pháp hơn, đúng hơn đó. Hoặc tôn tượng cũng được, tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo Đức Phật A Di Đà hoặc Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân đều được cả. Bồ Tát thì có thể Địa Tạng hoặc Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền vân vân đều được cả đó. Miễn là có tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát để cho người đó nhìn thấy và người đó phát được cái tâm cung kính và cái tâm là gì? Muốn quy y với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đấy là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy, khi có cha già mẹ mất thì nghi thức an táng phải có quần áo gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu mang theo.
Khi cải táng thì phải bỏ vào trong tiểu quách vàng hoặc bạc để ngăn cản ma quỷ khác bắt nạt. Việc này có đúng không? Và khi người thân chúng con mất, chúng con nên làm gì để tốt nhất ạ? Mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho. Ở đây Phật tử này có nói rằng khi cha mẹ già mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Đó. Cái này thì tự là các Phật tử chúng ta bịa ra thôi. Quần áo thì đương nhiên rồi. Cái quần áo phải mặc vào thì đương nhiên là cũng phải như chúng ta này thôi. Người nào mất thì cũng phải thay bộ quần áo mới vào đó, hoặc bộ quần áo mà người đó yêu thích hàng ngày hay mặc vào đó. Đó. Thì đấy là đương nhiên. Còn gương lược và một quyển kinh kỳ cầu mang theo thì cái này chúng tôi chưa nghe các hòa thượng, các thượng tọa ở trong giáo hội giảng dạy là phải có cái đó. Chúng tôi 8 năm đi học, ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, học với rất nhiều các hòa thượng và các vị thượng tọa, các vị đại đức danh tiếng ở trong giáo hội, tài đức ở trong giáo hội, đạo hạnh ở trong giáo hội, cũng chưa thấy hòa thượng, thượng tọa, đại đức nào giảng dạy và nói rằng khi người chết là phải có gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Chưa có. Tôi chưa từng thấy, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chưa từng thấy vị nào nói như vậy. Và từ đó, từ khi học xong cho đến nay cũng đã 11 năm rồi. 8 năm cộng 11 năm chúng tôi đi Hoằng Pháp và cũng đọc rất nhiều kinh luận của Phật giáo, cũng không thấy kinh luận nào giảng rằng người chết sau khi người chết phải có gương và lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Tôi chưa từng đọc thấy mà cũng chưa từng nghe thấy vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức nào ở trong giáo hội giảng như vậy. Cho nên ở đây á, tôi nghe nói là có một số địa phương, những nơi mà không có tăng ni trụ trì, khi trong địa phương có người mất á, các Phật tử á, tức là các cụ già á, nói là các Phật tử thì không biết nó có đúng nghĩa không. Vì á, tôi đi đến một số chùa, vì chúng tôi hay làm công tác giáo hội, cho nên thỉnh thoảng phải đi va chạm với các chùa, đặc biệt các chùa chưa có sư chúng tôi cũng phải đến. Tôi đến đó nghe các Phật tử ở đó nói rằng, khoe rằng ở đây chúng tôi là đi quy phải đến hàng có cụ đến 50 năm rồi. Có cụ 20 năm, có cụ 10 năm, có cụ 15 năm vân vân. Thế tôi hỏi rằng các cụ ngày xưa đi quy ở chùa nào? Và chúng tôi quy ở tại chùa chúng tôi. Thế là các cụ thỉnh thầy nào, thỉnh hòa thượng, thượng tọa hay là đại đức nào, hay là sư ni, ni sư, ni trưởng, ni sư, sư cô nào về giảng và truyền giới quy cho các cụ? Và không, chúng tôi không thỉnh hòa thượng, thượng tọa, không thỉnh ni trưởng, ni sư, đại đức, rồi ni cô nào về giảng và truyền giới chúng tôi cả. Gọi là ông thống trong chùa đấy, truyền giới tam quy cho chúng tôi. Thế là ông thầy cúng ấy, truyền giới tam quy luôn. Cái ông thầy cúng ở trong chùa ấy, được các dân được vãi lại để bầu ra để trong chùa để hương khói quét tước chùa chiền á, làm là phép tam quy luôn cho các cụ, và các cụ thì nghiễm nhiên trở thành một Phật tử. Tôi nghe mà thắt cả lòng. Thảo nào mà nhìn thấy sư ấy, cái câu chào Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết nữa. Thảo nào mà quy y 50 năm rồi nhìn thấy sư là gì? Vẫn gọi sư bằng anh. Thảo nào mà đi quy 50 năm rồi á, vẫn nói với sư là gì? Anh xưng tôi. Đó, cho nên đây là một cái nỗi đau ở trong cửa Phật. Một cái nỗi đau đối với gì? Đối với các Phật tử, đặc biệt là những vùng xa xôi nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, của khu vực. Tăng ni không có, chùa tuy có đấy, nhưng mà đều làm sai pháp hết. Vì sao mà làm sai pháp? Vì hàng ngày các Phật tử đi ra chùa cúng Phật á, vẫn cúng rượu, cúng thịt, vẫn giết gà, mổ lợn để tế tự với nhau ở trong cửa Phật. Ở trên huyện Ba Vì, năm 2017,
Phật lịch 2061 vừa rồi, có một ngôi chùa ở ngay trung tâm thị trấn huyện Ba Vì, ở thị trấn Tây Đằng. Cái hôm mà các cụ làm Phật đản, đồng thời cũng là làm lễ an vị tượng Phật, một ngôi chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, không có sư trụ trì, có mấy trăm Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà nói đúng hơn là mấy trăm bà vãi, mấy trăm cụ già đi ra và cử nhau ra thay nhau ra trong chùa. Chúng tôi gửi giấy mời đi họp, các cụ ở đó thì bảo rằng chúng tôi không cần phải đi họp, không cần phải sinh hoạt cùng giáo hội. Chùa dân chúng tôi có hàng gì hàng nghìn năm nay rồi, chẳng có sư chúng tôi vẫn gì vẫn trông được chùa, chẳng có sư chúng tôi gì vẫn thắp hương thắp khói bình thường, vẫn cúng lễ mùng một ngày rằm bình thường, vẫn làm lễ Phật đản, vẫn làm lễ Vu Lan, vẫn làm lễ vào hè ra hè bình thường, vân vân và vân vân. Cho nên mời đi họp các cụ không đi, mở khóa giảng pháp để gần gần khu vực đó để cho các cụ đến, các cụ nghe, các cụ hiểu, cũng không đi, nhất định không đi. Có một vài Phật tử và vài cụ trẻ trẻ đi về, các cụ già nói rằng các bà mà đi ra mà nghe mấy ông sư bà sư nó trao nó truyền giảng cái giáo lý đạo Phật, các bề bà về các bà làm loạn chùa lên thì chúng tôi đuổi ra khỏi hội vãi của chùa. Khi chết chúng tôi không đến đưa ma, và khi chết chúng tôi không cho mượn phướn mượn cầu thì bà chỉ có vào địa ngục thôi. Cho nên lo, đi một lần, lần thứ hai không dám đi nữa vì sợ các cụ già là đuổi ra khỏi hội vãi, vì khi chết là sợ các cụ già không cho mượn phan mượn phướn để bắt cầu để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính vì cái sự u mê đó, sự vô minh đó, cái sự ngã mạn đó, cho nên đã không biết lại còn càng không biết thêm. Tuy sống gần chùa ở trong cửa Phật đó, nhưng cái lễ Phật đản vừa rồi các vị biết đang trong cái lúc mà thịt lợn nó rẻ đó, vừa qua cái trúng cái dịp đó thịt lợn nó rất là rẻ, nó xuống thậm chí còn rẻ hơn cả một cân thịt lợn, một cân hơi lợn nó còn rẻ hơn cả một cái cân gì, một cân rau xanh ở ngoài chợ, rẻ hơn cả một cái cân khoai tây ngoài chợ. Cho nên cái hôm đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tức 2017 vừa rồi, cả làng họ giết 3 con lợn, giết tại chùa để làm lễ Phật đản. Chuyện có thật 100%. Ngày đản sinh của Đức Phật mà họ giết 3 con lợn, mời cả làng ra gì để dự lễ Phật đản và ăn cơm, mở tiệc ở tại gì, tại trong cửa chùa. Đó, đây là một cái nỗi đau của Phật giáo. Mình muốn hướng đạo cho họ biết mà họ nhất định không nghe. Mời họ đi họp, họ nhất định không đi. Đó, cho nên ở đây này, tôi mới nói rằng tôi nghe và biết được một số các chùa chưa có sư, đặc biệt ở khu vực phía Bắc của Việt Nam chúng ta này, đặc biệt là những ngôi chùa vùng nông thôn, vùng xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của quốc gia, của khu vực. Cho nên các già, các vãi, các cụ cao niên tuy đi chùa đó nhưng mà không hiểu gì về Phật Pháp cả. Vì vậy ngày xưa khi có người chết, các cụ ấy thường là gì? Mua một cái bộ quần áo, gọi là bộ quần áo lục thù hải hội. Lục thù hải hội, lục tức là 6, thù tức là chỉ cho cái đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa, tức là thù nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cả một hoa. Chúng ta thì thường là gì, một tấn, một tạ, nói theo cái danh từ từ bây giờ là một tấn, xong đến tạ, xong đến yến, xong đến cân, xong đến lạng, xong đến hoa, hoa xong gì, xong đến thù, tức là gì, dưới cả một hoa nữa, 6 thù tức là chưa được một hoa, chưa được một hoa. Thì cái áo trong kinh Phật nói là cái áo của chư thiên trên cõi ấy trời Đao Lợi á, người của chư thiên rất cao, rất to và rất lớn. Áo thì mặc kín người, che thân kín người từ gì? Từ trên kín thân thể như vậy. Nhưng cái áo của chư thiên gì? Nặng chưa tới 6 thù. Mà nặng nhất cũng chỉ 6 thù trở lại. Thế cho nên
chúng ta mới nói là chư thiên mà cái áo nhẹ như thế, thân thể cũng nhẹ như vậy, cho nên họ mới bay lướt ở trên gì, trên trời dễ không như vậy. Cho nên ở đây gọi là cái áo của chư thiên, lấy cái tích là áo của chư thiên là áo lục thổ. Người to nặng như vậy, to cao như vậy, xin lỗi, to cao như vậy mặc cái áo kín người nhưng mà chưa nặng tới 6 thổ. Và khi mà nghe trong kinh Phật nói như vậy, có một số những, thậm chí là có những vị sư, mà những vị sư ở đây thì nói thật là đúng danh nghĩa là cũng chẳng phải là sư luôn, vì cũng chẳng biết cái gì. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có một thời gian, đặc biệt là từ thời gian chống Pháp và chống Mỹ, một thời gian khá lâu, nhân dân còn gì, không có điều kiện đi học, thì huống chi là người xuất gia lúc đó không mấy người được đi học. Đó. Người dân ở ngoài đời không được đi học thì chú tiểu ở trong chùa thì cũng chẳng có cơ hội nhiều để đi học cả. Mà làm chú tiểu không được đi học thì giả biết cái gì đâu. Ngoài trong ngôi chùa, sáng chiêu chiều mộ gõ mõ tụng kinh, trong chuồng nuôi mấy con lợn, mấy con gà nữa, và có thêm con trâu và con bò để gì? Để làm cái công cụ lao động, làm sức kéo. Vì cũng cấy mấy sào ruộng như người dân thôi. À, ngày xưa khi chúng tôi mới đi xuất gia, chúng tôi nhớ là vào thăm một cái sư cụ ở trong một cái chùa ở trong Liệp Tuyết Quốc Oai. Cụ năm đó của hơn 80 tuổi, cụ ốm. Năm đó tôi nhớ là năm 98, tôi mới bắt đầu vào học trung cấp được một năm, sang năm thứ hai. Thì tôi về đi thăm sư cụ, về với cùng các thầy ở trong ban đại diện Phật giáo huyện Quốc Oai. Cụ đó khoảng hơn 80 tuổi. Đi đến thì cái chùa của cụ, vào trong chùa của cụ thì có rất nhiều chậu và xô ở trong đó. Tôi hỏi là thế bạch cụ, chùa của cụ làm sao mà để nhiều chậu nhiều xô trong này thế? Thế cụ mới bảo là ôi giời, sư ông à. Thế cụ gọi tôi là sư ông, cụ bảo sư ông à. Đấy, mới đêm hôm qua nó mưa thì con mang chậu mang xô ra, con hứng nước nó dột xuống. Sáng nay thì bận quá cũng chưa vội để cất đi. Đấy, con chỉ mong cả đời, tâm nguyện của con chỉ mong làm sao đảo được lại cái ngói thôi. Con cũng không mong là làm là được cả ngôi chùa, mà chỉ mong đảo lại cái ngói thôi, nhưng mà cũng không có tiền, không đủ tiền để mà làm. Mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Cụ nói như thế, mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Thế tôi mới hỏi cụ chăn nuôi cái gì mà cụ bảo mấy năm nay chăn nuôi thất bát. Cụ bảo đấy, nuôi mấy con gà thì cái đến mùa đông là nó chết hết. Nuôi mấy con lợn thì mãi nó chẳng lớn cho. Thế tôi bảo cụ cũng nuôi gà nuôi lợn à? Bảo có chứ thầy. Có chứ sư ông, mà không nuôi thì lấy cái gì? Đấy, nhoan bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa đủ tiền để đảo lại ngói đấy. Và tôi ra đằng sau thì đúng cụ có 4-5 con lợn, nó cứ bé bé, coi quài này. Bảo là có một bà vãi, bà ở đây, bà vãi hộ, bà ở và chăm sóc cụ, và bà cũng rồi chăm sóc luôn mấy con lợn. Và cả cái đàn gà đấy, có hơn chục con, cả con gái, con mái, con trống, rồi mấy con gà con, cái loan toan ở ngoài sân, cứ tưởng là gà nhà người ta đến, nó bay vào chùa, mà hóa ra là gà của nhà chùa, gà của sư cụ nuôi. Đó. Cuộc sống ngày xưa vất vả như vậy, các cụ không được đi học, đi hành. Cho nên một thời gian, họ bảo là phải, một thời gian chúng ta biết là trước năm 81, đang còn trong cái thời gian bao cấp, thì vận động là toàn dân là chăn nuôi. Cho nên chùa họ cũng giao cho chỉ tiêu là gì? Nuôi mấy con lợn. Mà khi nuôi được lớn lên một cái thì không phải nhà chùa không đem bán, mà đem gì? Đem sung công quỹ, ngân khố của thôn, của xã. Và họ lại tính là bao nhiêu cân lợn hơi đó thì được bao nhiêu cân thóc. Đó, đổi ra quy ra thóc hết. Đó. Cái thời đó nó thế. Cho nên các cụ bây giờ cái thời đó quen rồi. Sau này, sau năm 1981, sau năm 75 rồi, sau năm 1981 rồi, thậm chí là đến năm 1998 khi chúng tôi đến, cụ vẫn cứ nuôi như vậy. Đó. Cho nên, đấy là nói về, cụ nói về một số các chùa nữa. Tôi biết là tôi đến một cái ngôi chùa. Ngôi chùa đó ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi đến ngôi chùa đó. Sư cụ ở đó chính là người gì? Sản xuất áo lục thủ hải hội để bán cho các vãi. Và bán đi các chùa khác ở quê. Thì khi tôi đi học, tôi để nghe Hòa Thượng Chủ Hương với lại Hòa Thượng Pháp Chủ. Ngài dạy rằng không được cho các Phật tử, khi chết không được cho các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội để chôn xuống dưới huyệt. Mặc như thế phải tội. Thì Hòa Thượng bảo vì sao? Vì ở trong áo đó họ in cả hình Phật, hình Bồ Tát
và những câu chú của Phật, của Bồ Tát vào đó. Cho nên á, cấm không được cho các Phật tử mặc để chôn xuống dưới những huyệt. Và Hòa Thượng giải thích rằng á, vì sao lại như thế? Vì chúng ta biết rằng á, đối với tranh ảnh, tôn tượng, kinh sách của Phật là pháp bảo để cho chúng sinh á, và chư thiên á, từ hàng thiên long bát bộ và chúng sinh á, nương vào đó để cung kính, để đảnh lễ, để phát khởi chính tín, phát khởi bồ đề tâm. Nay chúng ta vì cái thân hôi thối của mình mà đem mặc vào, là đem chôn, chúng ta biết là bình thường còn sống, các vị cứ thử đi xem, các vị cứ mặc cái áo lục thủ hải hội bình thường thì tất cả mọi người đi chùa ai cũng mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam. Thế tự nhiên Phật tử làm một bộ quần áo gì lục thủ hải hội, mặc cái áo lục thủ hải hội như vậy vào xem, chắc chắn là mọi người sẽ gì, sẽ sang sờ trán mình xem có ấm đầu hay không, tức là người có bình thường hay không, hay là bị thần kinh hay bị điên bị rồ đó, chắc chắn rồi. Hoặc là mình đi chợ, đi ra chợ mua bó rau hay mua gì, mua chút thức ăn cho chồng cho con cho người thân, mọi người thì ăn mặc bình thường, mình chúng ta mặc cái áo lục thủ hải hội đó đi ra mua đó, họ sẽ bảo gì, bảo chúng ta chắc chắn bị điên chứ không phải nghi ngờ gì nữa. Ở thế gian họ còn gì, còn đánh giá người ta như thế, còn huống chi xuống dưới kia là gì, Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt, thấy chúng ta gì bất kính với gì, với Phật, với Bồ Tát, dùng cái áo có gì, có hình Phật và Bồ Tát để mặc lên trên người, như vậy là chúng ta bất kính với Phật và Bồ Tát. Chúng ta cứ xem, cách đây mấy năm về trước, tôi đọc một cái bài báo ở bên Mỹ, có một cái hãng thời trang, nó may quần áo phụ nữ đó, quần áo con của phụ nữ đó, nó may hình Phật và Bồ Tát vào cái quần áo con của phụ nữ, và cả thế cả cộng đồng tăng ni Phật tử trên toàn thế giới lên lên án cái công ty đó và kêu gọi tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tẩy chay công ty đó, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình và những người có niềm tin đức tin tôn giáo, không chỉ Phật giáo mà cả Thiên Chúa giáo, cả gì các tôn giáo khác như là Hồi giáo vân vân ở trên thế giới, đều tẩy chay không chỉ cái mặt hàng của công ty đó mà tẩy chay tất cả các mặt hàng của công ty đó, và không bao lâu công ty đó bị suy sụp và phá sản. Cái ông chủ tịch hội đồng quản trị phải nhảy từ lầu 20 xuống đất để tự tử trắng tay. Đấy là quả báo gì? Quả báo coi thường cái đức tin tôn giáo của những người có đức tin tôn giáo ở trên thế gian này. Đấy là cái quả báo đấy. Quả báo hiện tiền ngay trước mặt. Thế còn ở chúng ta đây là nếu là một Phật tử, lấy danh nghĩa là một Phật tử mà còn gì, còn mặc cái bộ quần áo lục thủ hải hội có cả hình tượng của Phật và Bồ Tát ở trong đó, in ấn ở trong đó, và có cả những câu thần chú của Phật của Bồ Tát in ấn vào trong đó, đem quấn cái thây chết của chúng ta, mà thây chết của chúng ta thì có thơm tho gì không? Chắc chắn không. Trong kinh Đức Phật, kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói này, sau khi chúng ta cắt đứt hơi thở, tức hít vào không thở ra nữa, gọi là chết đó, vài tiếng đồng hồ sau, người bình thường thì bắt đầu là dần dần là cái bụng nó trương lên, cái thân nó xanh lại, nó xám lại, nó đen lại. 10, 20 tiếng đồng hồ sau thì cửu khiếu bắt đầu gì? Cửu khiếu bắt đầu là chảy những nước nước hôi ra, hơi hôi, nước hôi ra. Cửu khiếu là gì? Hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện, vân vân. Đó, thì đấy là gọi là cửu khiếu thường lưu, tức là chín cái nơi ở trong cơ thể chúng ta thường là chảy hơi hôi ra, và sang ngày thứ hai thứ ba một cái thì bụng bắt đầu nó trương to lên và cái hơi hôi lại thường chảy ra chín cái lỗ đó càng nhiều hơn, và đến một khoảng một tuần thì bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu phân hủy và cái bụng hoặc là nơi nào xung yếu có thể là nó bục ra, và tất cả những cái sự bẩn thỉu nhất ở trong thân thể của chúng ta thấm hết lên hình tượng và thần câu thần chú của Phật được in trên cái áo lục thủ hải hội đó. Và như vậy các quý vị hỏi xem, rồi quyền kinh kỳ cầu nữa, nói cả quyền kinh kỳ cầu nữa thì cho đặt vào tay, cầm lấy quyền kinh kỳ cầu đó. Và tôi cũng nghe một số các cụ già
xưng là danh nghĩa Phật tử, tôi gọi là xưng là danh nghĩa Phật tử, nhưng thực tế họ không phải là Phật tử, vì họ thì khi họ quy Tam Bảo là do mấy ông thầy cúng, gọi ông thầy thống ở chùa không có sư, ông thầy thống ông lập đàn, ông lên ông lễ Phật, ông truyền giới cho, ông thỉnh Phật xong truyền giới cho. Cho nên đó, thì gọi là danh nghĩa Phật tử thôi, chứ không phải là một Phật tử thực sự đắc giới ở trong 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 cửa Phật chúng ta. Cho nên các vị đó vì không đắc giới, vì không được học, không được hiểu, cố chấp, cho nên họ nói rằng khi chết như vậy mặc áo lục thù hải hội vào, tức là có Phật, có Bồ Tát bảo vệ cho mình, cho nên không sợ bị ma vương quỷ sứ nó bắt nạt nữa. Đấy là cái thứ nhất, lý do thứ nhất là mặc áo lục thù hải hội. Lý do thứ hai là gì? Mặc áo lục thù hải hội vào á, cái áo đó nhẹ cho nên gì, thần hồn thần xác thì nằm lại ở dưới đất, nhưng mà thần hồn của mình mới bay về với Phật được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, cho nên họ mặc cái bộ quần áo đó. Và họ cầm quyển kinh Kỳ Cầu ở trên tay, tức là ôm trên bụng ấy. Thì thường người mất sau khi mất ấy, thì họ hay để lên trên bụng này, tức là để quyển kinh Kỳ Cầu vào, ôm lên trên bụng, để vào trong bụng cho rốn mình, nhận thấy là hai quyển, hai cái tay là gì, đặt lên, hoặc là một cái tay con trai thì đặt tay trái vào trong bụng và tay đặt quyển kinh Kỳ Cầu, xong đặt quyển tay gì, tay trái ôm lên, hoặc là con gái ấy, thì đặt tay trái xuống vào trong bụng và đặt quyển kinh Kỳ Cầu ở giữa, và đặt tay tay phải lên trên, vân vân. Đó là cũng có nhiều nơi họ làm khác, họ nói làm như thế, có quyển kinh Kỳ Cầu trong tay á thì xuống đó không có ma vương quỷ sứ nào có thể đánh bắt chúng ta được, không có ai làm gì chúng ta được, và chúng ta được về với Phật. À, tôi nói với các, lấy một cái quý vị, một cái ví dụ cho các quý vị nghe. Bây giờ có một kẻ gì? Cướp của giết người hoặc buôn hàng quốc cấm, bị công an là gì, truy lùng gắt gao, và kẻ đó thì chạy ra hàng, có cái hàng bán kinh sách hoặc đến chùa xin thỉnh một quyển kinh, và gì, nó cầm ở trên tay và nó chạy chạy trốn lệnh truy nã của gì, của công an, của cảnh sát, có được không? Các vị nghĩ xem, chạy có được không, vị đó có chạy được không, có trốn thoát được không, cầm quyển kinh ở trên tay, ôm quyển kinh trên tay để chạy trốn lệnh truy nã của gì, của pháp luật quốc gia, có chạy trốn được không? Các vị trả lời có chạy trốn được không? Không, chắc chắn là không. Cho dù vị đó gì có cầm hàng chục quyển kinh, có đi trước thì cầm kinh, sau thì gì, điệu kinh, tức là gì, điệu tất cả một cái hòm kinh ở đằng sau nữa để chạy trốn, để mong rằng mình có kinh ở đây rồi thì sẽ chạy trốn được pháp luật quốc gia. Không được. Hoặc khi đã tạo tội lỗi như vậy rồi, giết người, cướp của, buôn hàng quốc cấm như vậy rồi, bị pháp luật ra lệnh truy nã rồi, truy tố, truy nã rồi, thì vì đó có thể gì? Đem mặc cà sa, cạo tóc vào chùa cũng không thể trốn được. Có thể trốn được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, nhưng không thể trốn mãi được. Cho nên các vị nhớ lại cách đây năm ngoái, cũng chính vì cái vụ này mà có thể tôi được nổi tiếng, Bắc Trung Nam nhiều người biết đến. Đó là sao? Có một cái vị sư cũng ở chùa Khai Nguyên, nhưng một vị chưa sư chùa Khai Nguyên là ở địa bàn khác, nó ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cơ. Mình đây là ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Ở Hà Nội có hai ngôi chùa Khai Nguyên, nhưng ngôi chùa Khai Nguyên đó thì có một gọi là một chú tiểu thôi, chưa phải là sư đâu, gọi chú tiểu mới cạo tóc năm 2014 mà, thì 2016 thì bị bắt. Trước đây thì hắn ta là một dân chơi hút hít thuốc phiện và buôn bán heroin. Ba anh, trong đội đó có ba anh buôn bán heroin, thì hai anh bị bắt, còn anh ta thì nhanh chân chạy thoát được và đi sang Trung Quốc làm thuê làm mướn, là giặt dẹo bên Trung Quốc là 2-3 năm. Nhưng sau khi không chống được thì anh ta mới bắt đầu đi về nước. Đi về nước thì anh ta nghĩ rằng đi vào chùa thì có thể trốn được lệnh truy nã của pháp luật nhà nước. Và anh ta tìm đến cái chùa đó, gọi là chùa Khai Nguyên, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Anh ta vào chùa năm 2012, thì đến 2014 anh ta được vị trông nom ở cái ngôi chùa đó cạo tóc cho làm chú tiểu. Và vị đó cứ tưởng là khi được cạo tóc làm chú tiểu rồi á, ở trong chùa thì sẽ lẩn trốn được pháp luật. Nhưng không ngờ đâu, một hôm thì anh ta đi ra mua hoa quả ngoài cửa chùa thì bị các chú làm cái ngành an ninh nhìn thấy,
phát hiện ra và liền là về là lập một cái chuyên án theo dõi. Một hai tháng sau thì bắt, ra lệnh và bắt. Và khi bắt lên đó, thì cái báo chí nó đưa nó không rõ ràng, nó chỉ đưa là chùa Khai Nguyên, sư trụ trì chùa Khai Nguyên là bị bắt, nó tiêu đề là như thế, sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt vì buôn thuốc phiện, buôn hàng quốc cấm. Nhiều Phật tử là gì? đọc thấy cái từ là gì? Sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt, một cái là gì, gặp báo ngay và không đọc nữa, và bắt đầu là gọi điện ngay cho mọi người là gì, sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt có đúng không, và tạo thành một cái làn sóng. Và đi đâu tôi cũng được gì, cũng được mọi người hỏi thăm. Thậm chí là có những người làm cán bộ cấp cao của nhà nước cũng gọi điện hỏi thăm. Các thầy cùng học với tôi Bắc Trung Nam cũng đều gọi điện hỏi thăm. Khi gọi điện hỏi thăm, nghe tôi nghe máy thì hỏi là thầy đang ở đâu đấy? Thầy đang ở chùa. Có thật không? Thật mà. Thế các thầy bảo thế mà người ta bảo là ông buôn thuốc phiện bị người ta bắt à? Thế tôi bảo tôi bị bắt làm sao các thầy còn nghe được tôi, alo điện thoại, nó nghe điện thoại các thầy nữa. Thế mà sau rồi tôi mới tìm hiểu thì hóa ra là có cái vị sư tiểu ở chùa Khai Nguyên như thế. Và sau này đọc lại tờ báo thì đúng cái tiêu đề báo nó đăng là sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt vì buôn bán thuốc phiện. Đấy. Nhưng mà đọc hết báo á, đến gần cuối báo á, thì họ mới nói là gì, chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thế mới đau chị đấy. Nếu mà nó đưa ra ngay cái chùa Khai Nguyên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội lên ngay đầu báo á, thì lại không có cái chuyện như thế, không có cái chuyện mà nó linh tinh lộn đùng phèo như thế. Đó. Đây cho nên á, có tránh được không? Vì có vào chùa rồi nhưng có tránh được pháp luật không? Không tránh được. Rồi nữa tôi đọc thấy cũng năm ngoái 2016, có một cái vị ở bên, một vị sư bên Trung Quốc, trước đây vị đã từng giết 2 người do mâu thuẫn cá nhân. Giết 2 người và vị này bỏ trốn. Trốn vào chùa, lên Phổ Đà Sơn, tức là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Đà Sơn là đạo tràng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hắn lên đó để xuất gia, tu hành ở trên đó mấy năm, xong rồi đi học. Đi học xong rồi vị này đi làm trụ trì, và trụ trì vị nào làm, vị này làm, ở như ở Việt Nam chúng ta gọi là trưởng ban trị sự Phật giáo của một huyện ở bên Trung Quốc. Và vị này còn tham gia như ở Việt Nam chúng ta là tương đương với cái chức là gì? Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đấy, cái chức của bên kia thì nó khác với cái chức danh gọi bên Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái chức chúng tôi so ra thì nó tương đương với cái chức là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Thì vị đó tham gia cả 2 cấp, đó là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đặc biệt là về Phật giáo thì vị này là gì, là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện, nếu mà so như Phật giáo của Việt Nam chúng ta, và làm ủy viên thường trực của ban trị sự Phật giáo một tỉnh. Đó. Vị này trải qua hơn 20 năm sau, ngành công an cảnh sát Trung Quốc mới phát hiện ra, khi đọc thấy cái tin vị này á, làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh á, thì khi đó mới nhìn vào cái ảnh. Công an cảnh sát ở Trung Quốc nhìn vào cái ảnh nó mới thấy là gì? Ơ, có một cái gì đó rất giống với cái vị cướp của giết người hơn 20 năm trước đây. Và họ lập một cái chuyên án để theo dõi. Khi theo dõi thì mới biết là gì? Hắn ta chính là gì? Con quỷ đội lốt gì? Đội lốt thầy tu. Và hơn 20 năm sau, hắn vẫn bị pháp luật gì? Lôi ra để trừng trị. Đó cho nên tôi mới nói lấy cái này, ví dụ này nói với các quý vị là, cho dù sống ở trên đời chúng ta không làm việc thiện, cho dù có mặc áo lục thù hải hội thì chắc chắn là Diêm Vương Ngục Tốt vẫn hỏi như thường, mà thậm chí là còn cho thêm, phải phạt thêm cho một cái tội là gì? Bất kính với gì? Với Tam Bảo. Phạt thêm cho một cái tội để do vô minh không chịu học hỏi. Thêm 2 cái tội nữa. Bất kính với Tam Bảo và vô minh không chịu học hỏi. Tức là ngu dốt mà không chịu học hỏi. Cố chấp. Đó. Rồi một cái tội nữa này. Là coi thường Pháp. Tức lấy kinh điển của Phật để cho vào trong quan tài để chôn theo thầy chết của mình. Đó. Cho nên là ở đây, trả lời cái ý thứ nhất của câu hỏi Phật tử này. Và Phật tử hỏi ý thứ hai là gì? Khi cải táng, tức là tục lệ Việt Nam chúng ta sau khi chết được 3 năm, 4, 5 năm rồi đó, thì gọi là thay áo, sang cát đó, gọi là cải táng. Có nơi gọi là thay áo, có nơi gọi là sang cát, có nơi gọi là cải táng, vân vân. Thì người ta hay bỏ vào trong tiểu, trong quách vàng hoặc bạc
để ngăn ma quỷ bắt nạt, việc đó có đúng không? Tôi xin trả lời là trong Phật giáo chắc chắn không có dạy như thế. Còn ở tôn giáo khác thì tôi không biết, tôi không không bàn, tôi không nói. Nhưng mà xem vào cái, nếu mà y vào giáo luật của Đức Phật thì chắc chắn không có chuyện là con người ta sau khi chết, chết rồi mấy năm sau cải táng, thay nhà mới, vân vân đó, tùy theo cách gọi, mà cho vàng bạc vào trong đó thì ma quỷ không bắt nạt, chắc chắn không có chuyện đó. Mà cho nhiều vàng bạc vào chỉ là cái tổ cho gì, nếu mà cái bọn mà nghiện ngập á, bọn trộm cướp á, nó biết được là mình nhà mình nó cho khoảng vài chỉ hoặc một vài cây vàng vào trong cái tiểu quách á, thì có khi mấy hôm sau có xây mộ rồi nó cũng khoét mộ gì, nó chui từ dưới chui lên để nói gì nó lấy. Năm ngoái tôi cũng đọc thấy một cái bài báo ở dưới hình như Hải Dương hay sao, bắt được một cái trường hợp này nghi là cậu ta đã phục gì mấy ngày mấy đêm trời mưa trời gió để đào, nhưng khi đào đào được đến gần sáng thì có người đi lấy nước ruộng phát hiện ra, với lại về báo dân làng là vây và bắt, bắt được thì nó nói rằng đây, nó nghi là cái người chết kia, nghe người ta nói là để cho mấy chỉ vàng vào trong trong miệng của người mất, cho nên nó ra nó đào trộm để nó lấy, nó chỉ xin mấy chỉ vàng thôi chứ nó không có ý gì ác. Nó bảo xin mấy chỉ vàng xong nó thì nó lại lấp lại chứ nó không có ý gì ác, vì nó bảo là nó đói lắm, nó không có tiền. Thế thôi, trong cuộc sống nó đói, nó không có tiền thì bây giờ cho người chết như thế nó phí đi, cho nên nó ra gọi là nó xin. Thế nó lấy lý sự là như nó xin, nhưng không biết là cái vụ đó sau này thì pháp luật họ xử như thế nào thì tôi cũng không rõ, vì không không thấy những bài báo tiếp theo nó viết về cái vụ xử đó như thế nào nữa. Đó cho nên gọi là gì, mang họa vào thân. Hay là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ của các vua chúa quan lại, các chế độ phong kiến Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước ở thế giới ngày xưa, những người chết mà cho thì nhiều của cải vàng bạc châu báu đi theo để chôn cất đó. Nhưng chắc chắn là trên cái ngôi mộ đó không có yên, không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa, nhưng ngôi mộ đó sẽ bị kẻ gian là gì, đào trộm và đập phá mà thôi. Cho nên đừng có dạ gì mà gì cho vàng bạc vào trong gì, trong quan trong quách. Ma quỷ gì nó không sợ cái đó đâu, nó đâu có sợ. Và Phật tử nó hỏi ý thứ ba là khi người thân chúng con mất thì chúng con nên làm gì để tốt nhất, làm gì tốt nhất khi có người thân mất đó, thì tốt nhất đó là tụng kinh Địa Tạng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho người đó. Đó là việc gì, việc tốt nhất, không có việc nào tốt hơn nữa cả, không có một việc nào tốt hơn đó. Hai Phật tử hỏi là con dâu con nói rằng Phật, con dâu con mới bị sảy thai, con đã ăn chay tụng kinh 100 ngày, xin thầy cho một lời khuyên. Cái việc mà con dâu có thai xong lại sảy thai thì cái này cũng là một cái điều, nó cái duyên, nó chưa gì, nó chưa đến lúc vậy thôi. Phật tử với cũng khuyên con dâu và con trai của mình là cũng nên là bố thí phóng sinh tu phúc cũng giảng làm việc thiện nhiều hơn nữa, đặc biệt là nên gì, nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa. Trước đây một ngày mình có thể tụng có một quyển thượng thì bây giờ phát tâm lên tụng một ngày thêm một quyển trung hoặc quyển hạ nữa, nếu được ngày cả ba quyển thượng trung hạ là tốt nhất. Và để hồi hướng, trước tiên là hồi hướng siêu độ cho rể gia tiên cửu hiền thất tổ và những oan gia trái chủ của bản thân chúng ta và con trai con gái con dâu con rể cháu chắt trong gia đình chúng ta, và đặc biệt là gì, hồi hướng cho cái vong thai nhi mới mất đó, đó. Không được chưa được sinh ra, chưa được làm người đó, thì hồi hướng cho họ để đi, chúng ta sẽ tăng thêm phúc, thêm thọ, tăng thêm công đức duyên lành ấy. Thì có thể một thời gian sau thì con dâu của cụ lại tiếp tục để lại có thai và sinh em bé thôi. Và đặc biệt là pháp hội Quan Âm tháng 9 này, cụ và bảo cả được con trai và con gái nó được nghỉ, thì nó hoặc là nó cố nó xin nghỉ lấy 3 ngày đó, nó lên nó tham dự pháp hội Quan Âm trong 3 cái ngày đó, thì 3 ngày pháp hội đó là dành cho vấn đề cầu bình an, cầu tự tức là cầu sinh con đó. Những đôi vợ chồng mà gì cưới nhau không thì 5 năm, 10 năm thậm chí hơn nữa, thuốc thang cầu cúng các nơi không khỏi á, thì đến đây tham dự cái pháp hội đó mà gì mà sám hối, mà cầu nguyện, thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài thế gì có đầy đủ lòng từ bi, công đức và thần thông,
để có thể dẫn dắt cho những thần thức, những linh hồn đang được muốn đi đầu thai hoặc là và sắp được đi đầu thai thì sẽ đầu thai người có phúc báo tương tự với gì và hợp duyên với con dâu con trai của mình ấy, thì nó sẽ nhập thai và làm gì, làm con làm cháu trong gia đình nhà mình thôi. Đó, rất nhiều trường hợp được rồi. Cho nên trường hợp này Phật tử trước hết là vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng và tụng được một ngày cả một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt. Xong rồi hồi hướng phát nguyện cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng sớm gì, sớm cho con trai và con dâu mình sinh được đứa con, mình thì có đứa cháu đích tôn. Đó. Nhưng mà đặc biệt pháp hội Quan Âm tới thì nên đến, cả gia đình đến thì là tốt nhất, không thì bảo vợ chồng nó đến, mình cụ đến thì nó cũng chưa được thành tâm lắm, vì vợ chồng nó đến được nữa là quý, đi được hai vợ chồng là càng quý, mà không thì chồng đi hoặc vợ đi cũng được, tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình. Đó. Người ta ở tận miền Nam người ta còn ra đây được cơ mà, ở tận bên Mỹ hay là ở tận bên Pháp, bên Úc người ta còn về đây cơ mà. Mấy năm trước có một cái cô Phật tử, con gái của bà Phật tử rất thân với chùa, hơn 40 tuổi mới lập gia đình, cho nên cưới nhau cũng 2-3 năm vẫn không thấy có tin tức gì cả. Đi bệnh viện làm xét nghiệm thì họ bảo rằng cũng bình thường thôi, nhưng mà tại sao không sinh con, họ bảo có lẽ là do già quá rồi, hơn 40 gần 50, cô vợ hơn 40 gần 50, chồng cũng vậy. Thế là chữa thì 2-3 năm, chữa bên Pháp không khỏi rồi sang cả bên Mỹ, bên đấy các nước tiên tiến về cái việc đó cũng không khỏi. Về Việt Nam làm cũng không được, chữa cũng không được. Thụ tinh nhân tạo vân vân đó, cái gì đó của khoa học, của y học tôi không rõ lắm, cũng không được. Mấy lần thì đều không được. Nhưng sau đó thì tôi bảo bà mẹ của cái cô ấy đó, thôi bảo vợ chồng nó về theo một cái pháp hội. Ngày đó chưa có pháp hội Quan Âm, mới chỉ có pháp hội Địa Tạng thôi. Và hai vợ chồng nó cũng ở từ bên Đức nó về. Sống bên Đức chứ không phải bên Pháp, xin lỗi, ở bên Đức. Hai vợ chồng ở bên Đức về. Về nhà theo dự chọn 3 ngày pháp hội. Và cách đây 2 năm sinh, không chỉ sinh một đứa mà lại còn sinh đôi nữa, sinh một lần mà sinh đôi nữa. Đó. Hơn 40 tuổi sinh một lần, sinh hai đứa con một lúc. Đó. Sinh đôi. Cả vợ cả chồng đều vui. Đó, cho nên đây thì là cái chuyện mà tâm linh chúng ta không thể giải thích bằng gì, bằng khoa học được. Bảo khoa học bảo tôi giải thích bằng logic, bằng khoa học biện chứng thì tôi chịu, tôi bó tay, tôi không thể giải thích được. Nhưng mà những sự việc nó xảy ra như vậy mà nó có cái sự mầu nhiệm như thế của rất nhiều những đôi nam nữ cưới nhau mà khó sinh con, họ tụng kinh Địa Tạng, họ theo pháp hội Quan Âm, họ lên chùa Tản Viên để xin cái nước giếng chùa Tản Viên thì họ uống ấy. Thế tự nhiên về là có con, tự nhiên về là một vài tháng sau, thậm chí có người về một vài tuần sau là gì, là có em bé, mang thai em bé. Thế cho nên chúng tôi không giải thích được, vì vậy mà khuyên Phật tử là gì, cũng nên nhất tâm tín kính, tiếp tục thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là khuyên cả con dâu mình cũng nên đọc tụng nữa thì càng nhanh. Đến pháp hội Quan Âm tháng 9 này, hình như là 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch thì phải. Cái lịch như vậy các vị có thể xem thông báo trên trang web của nhà chùa thì sẽ rõ hơn. Vì tôi thì nhiều việc cho nên lắm khi cũng không nhớ lắm. Để bắt đầu câu hỏi thứ nhất, thì có một Phật tử hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng, nhưng có người mất lâu ngày vẫn về báo cho con cháu thiếu, đói. Vậy việc đó là như thế nào? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và mọi người đều biết ạ. À, đây thì câu hỏi thứ nhất, các Phật tử đấy, có Phật tử hỏi rằng là vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng. Đấy là theo quan điểm của nhà Phật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải biết là cái đầu thai đi đâu. Ví dụ như mà đầu thai vào làm súc sinh chẳng hạn, là một con chó, hoặc một con gà, một con lợn, con trâu, con bò chẳng hạn, vân vân,
Thì đoạn ở trong kiếp súc sinh ấy, thì phần lớn thì Đức Phật nói là do gì? Do si mê, tức là ngu si đó, là kém phúc đó, mà đoạn vào kiếp súc sinh. Thì lúc đó nó không có đủ trí tuệ, mà cũng không có thần thông để mà quay về báo cho gì cho người thân được. Hoặc là nếu đọa vào trong đại địa ngục, chịu khổ báo ở trong đó, thì giống như người đi bị đi tù vậy, cũng không thể về để báo cho người thân được. Hoặc đọa làm kiếp súc, hoặc là đọa làm kiếp ngạ quỷ, đói khát, khổ sở vô cùng, nhưng cũng rất khó để về báo cho người thân được. Vì sao? Vì đó là cái nghiệp cảm. Cái nghiệp cảm đọa vào ba đường ác rồi thì rất khó để về báo cho người thân. Hoặc là nếu mà có phúc hơn một chút, phúc tội cân bằng, được đầu thai trở lại làm người, thì đã làm con người rồi thì cũng không mấy ai có gì có thần thông mà biết được kiếp trước của mình, mà về báo cho người thân của mình được. Mà sinh lên trời, để sinh lên trời thì đương nhiên họ không thể về báo là thiếu đói như thế này được. Ở đây chúng ta phải đặt ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là sao? Quỷ thần nó giả danh là gì? Là người thân của gia đình chúng ta để nó kiếm ăn. Cái trường hợp này có rất nhiều. Chúng tôi ở trong chùa gặp rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là để đi gọi hồn, đặc biệt là những năm gần đây có khá nhiều những người thân của thân nhân cái gia đình anh hùng liệt sĩ đó, thì đi gọi hồn. Có những người thông qua các nhà ngoại cảm thì có uy tín, có tiếng tăm ở trong đất nước, thì cái trường hợp này thì cũng không sao, có thể là có chỗ tin cậy nhiều hơn. Nhưng có những nhiều thân nhân của cái gia đình liệt sĩ, hoặc là gia đình những người có người đã mất hoặc mới mất, hoặc đã mất lâu rồi, nhưng mà vì muốn xem người thân của mình nhé, được vãng sinh chưa, được đầu thai chưa, được thoát hóa khỏi ba đường khổ đau chưa, vân vân, phải đi xem. Thì có những trường hợp đến xem thì những cái vong ở bên ngoài, hay mình nói là quỷ thần, nói theo như trong đạo Phật là quỷ thần, nó giả danh, nó vào nó đóng giả người nhà, người thân của chúng ta. Ví dụ như trường hợp ngày xưa người thân của chúng ta, các cụ mà khi còn sống thích hút thuốc lá, thì ngay khi mà nhập vào một cái nó đòi thuốc lá ngay. Hay là có người thì thích hút thuốc lào, ngay khi nhập vào một cái nó đòi thuốc lào, đòi cái điếu để hút thuốc lào như là các cụ ngày xưa ngay. Hoặc là cái cụ nhà mình ngày xưa mà khi mà còn sống, hoặc người thân nhà mình khi ngày xưa còn sống, hay có những cái gì, biết có cái tật nguyền gì chẳng hạn, hoặc là có những cái thói quen nào chẳng hạn, thì quỷ thần cũng làm đúng như vậy. Thế thì sao quỷ thần làm được như thế? Đại lão Pháp Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không là viện chủ tịnh tông học hội thế giới ngày nói là gì? Vì nó có thần thông. Quỷ thần nó có thần thông, nó có một chút cái phúc báo, cho nên là gì? Nó biết được, nó xem thấy được và nó biết được cái người thân của chúng ta đã mất đó, và nó đóng giả y như thật vậy. Và ở trong những bài giảng của cố trưởng lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, thì đại là cố Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đấy, thì ngài cũng giải thích rằng có rất nhiều những trường hợp quỷ thần giả danh những người thân đã mất của chúng ta để họ kiếm ăn. Vì trong thế gian này, ở thế gian của chúng ta không có việc gì là không thể xảy ra, thì ở dưới quái âm cũng thế, cũng không có việc gì là không có thể xảy ra. Vẫn biết rằng thế gian đó có pháp luật, có hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, nhưng mà không phải là lúc nào pháp luật cũng có thể bảo vệ được người dân. Vì cũng có những kẻ mà cái tâm của họ bất chính, hành động của họ là tà vậy. Ví dụ như kẻ trộm cắp, cướp của, giết người, đâm thuê cho mướn, vân vân chẳng hạn. Những kẻ như thế là những kẻ bất lương trong xã hội, nó sống là trốn chui trốn lủi pháp luật, và khi nào cái cơ hội đến nó sẵn sàng là nó hành động. Chỗ nào mà pháp luật mà mỏng manh, sơ hở một cái là nó hành động, có thể là cướp của, giết người. Chúng ta cũng thấy đâu đó có báo chí hay là tivi cũng sẽ nói rất rất nhiều những cái vụ án thương tâm như vậy,
thì ở dưới cõi âm nó cũng có những trường hợp quỷ thần cũng gì cũng lén lút pháp luật ở cõi âm để đi làm những cái việc giống như ở dương gian như vậy. Cho nên ở đây cái ý thứ nhất chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này là có thể là do quỷ thần nó mượn khi chúng ta đi xem á, nó nhập vào cái người nhà hoặc là nhập vào con cháu chúng ta. Có khi không đi xem nó tự nhiên nó đến nó nhập vào thì nó gì nó đòi ăn đòi uống và nó xâm hại người nhà. Trường hợp này 3 năm trước tức là năm 2014 chúng tôi gặp một cái trường hợp này ở trong quê của chúng tôi ở trong Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình. Bây giờ là Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình, ngay trong quê chúng tôi mà ở ngay cùng xã luôn. Mà tôi cũng ra cái vụ này phải cho mấy thầy vào để làm lễ cho cái trường hợp này. Mà từ ngày đấy lễ xong cái thì khỏi luôn. Họ về họ bảo thì họ toàn xưng là người ông cụ tổ ba đời. Mà lại đòi toàn là đòi cúng đó. Mà cúng thì ngày nào cũng phải muốn thì cũng phải muốn thịt một con gà. Và rượu thì uống hàng nửa lít. Ngày nào thế. Ngày nào cũng đòi ăn và đòi uống. Và cứ nhập phần cái là đòi ăn đòi uống. Thế bây giờ người nhà thì cứ bảo là người các cụ tổ ba đời về thì bắt đầu là cúng thôi. Cúng mà để nhập trong mấy tháng như vậy. Có khi cả tuần liền, tuần nào, ngày nào cũng nhập vào. Có khi thì cách 2-3 hôm lại mới nhập vào. Có khi cả tuần, cả 7 ngày cũng nhập. Mà 7 ngày nhập chỉ là 7 con gà thôi. Nhập vào lần nào cũng đòi ăn. Thế mà cúng thì đến khi mà đến mấy tháng như vậy, gia đình cũng kiệt quệ, kinh tế không còn nữa. Thì ở nông thôn thì cái con gà thì mấy khi mà ấy được đâu đó. Cho nên là khi đó thì có người mách thì đi ra ngoài chùa này, thì chúng tôi biết được là cái trường hợp này chắc chắn không phải là các cụ tổ ba đời, mà các cụ có thể phải thương con thương cháu đi. Thấy mà gia đình con cháu nó kiệt quệ kinh tế không còn gì nữa thì chắc chắn các cụ không sẽ không bắt con cháu phải đi vay đi mượn để làm cơm, để mua gà để cho các cụ ăn nữa. Nếu là thực sự là họ hàng tổ tiên chúng ta thì chắc chắn phải thương con cháu, không có chuyện đó. Từ cái đó tôi suy luận ra, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là quỷ thần mượn thân. Cho nên tôi cho mấy thầy về làm lễ xong một cái mấy hôm sau là khỏi ngay. Từ ngày đó tới giờ là gia đình là yên bình để làm ăn, không có gì nữa cả. Và hôm rồi gia đình về, cả gia đình mấy người đi ra để lễ Phúc Lan Bác Hiếu này này. Đó. Cho nên cái trường hợp đó là gì? Quỷ thần mượn thân. Thế còn cái một trường hợp nữa thì có thể là gì? Do người thân của chúng ta thật. Thật sự là người thân chúng ta. Thế trường hợp này là gì? Ở trong kinh Phật đó, đặc biệt là trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã của Đức Phật, có nói về rằng con người ta sau khi chết, tức là tim ngừng đập, hơi ngừng thở, ở thế gian chúng ta gọi nôm na là chết. Thì sau khi chết con người ta thì Đức Phật nói là thường sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Trường hợp mà đặc biệt mà là cực thiện vãng sinh về cõi Phật luôn á thì không phải sinh ra trung ấm thân nữa, tức là thần thức đó ngay lập tức đi theo Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc là về cõi Tịnh Độ mười phương luôn. Đấy là cực thiện thì không phải trải qua cái khoảng không gian trung ấm thân, mà tấm thân này vừa có thể là vừa mất đi hơi thở đấy thì đang ngừng, thân thể còn ấm, thậm chí tim vừa ngừng đập một cái thì thần thức của họ đã ra đi về cõi Phật. Đấy là trường hợp cực thiện trong Luận Đại Trí Độ của Tăng Long Thọ dạy như vậy. Còn trường hợp cực ác tạo tội ngũ nghịch thập ác vân vân đó, thì trường hợp này đoạn địa ngục, đại địa ngục A Tỳ, thì trường hợp này cũng không có trung ấm thân, tức là ngay sau khi mất đứt hơi thở, tim ngừng đập, thần thức đó liền đi vào trong đoạn ngay vào trong địa ngục A Tỳ còn nhanh hơn tên bắn. Có hai trường hợp là cực thiện thì không có trung âm thân, không phải trải qua giai đoạn trung âm thân 7-7-49 ngày, thậm chí là một tiếng đồng hồ, một phút cũng không phải nữa, chứ đừng nói là 49 ngày. Đấy là cực thiện thì đi về cảnh giới thiện, còn cực ác thì vào cảnh giới ác thì cũng đọa lạc ngay. Đó, đây là hai trường hợp đối lập nhau. Thế còn ở đây thì Bồ Tát Long Thọ nói rằng con người ta giải thích, ngài giải thích rằng con người ta thì không phải là ai cũng cực thiện mà ai cũng cực ác, phần lớn là thế gian chúng ta là thiện ác đều có. Trong kinh Địa Tạng nói là khi định nghiệp mà chưa phân, cái người làm việc ác nhưng mà định nghiệp chưa phân thì cái thần thức thần đi vào qua ba cái biển
qua cái biển đó là biển nghiệp để định nghiệp, mà trong kinh Địa Tạng mà rất rõ, các Phật tử chúng ta đọc tụng thì chúng ta nhớ lại thì rất rõ cái biển đó, cái biển nghiệp đó. Còn cái người mà thiện ác đều có thì trường hợp này là gì? Sinh ra chung ông thân. Long Thọ Đại Bồ Tát nói rằng cái chung thân này sinh ra thì nó ở trong một cái dạng là ánh sáng, như một đứa trẻ 4-5 tháng tuổi trong bụng mẹ. Đấy, chúng ta cứ bây giờ thông qua cái sự phát triển tiên tiến của khoa học, của y học bây giờ, chúng ta thấy là một đứa trẻ trong bụng mẹ nó như thế nào, thì cái chung ấm thân của chúng ta sau khi mất mà không phải là người cực thiện, không phải là người cực ác, thì có cái chung ấm thân đó. Có người cái chung ấm thân này chỉ một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ là đi đầu thai ngay, nhưng có người thì phải 2-3 ngày, 7 ngày vân vân, nhưng thường là không quá 49 ngày thì bắt buộc là phải đi đầu thai. Nếu là trong quan điểm giải thích ở trong kinh luận của Phật giáo Đại Thừa, đó là qua 49 ngày là ngày thứ cuối cùng, là ngày thứ 49 là phải đi đầu thai, tức là cái trung âm thân đó nó cứ hết 7 ngày thì nó lại diệt đi và sinh ra một trung âm thân mới, mà được 7 lần như thế đến tột cùng là 49 ngày đêm. Đó là khi đi đầu thai, phải đi đầu thai. Thì đầu thai đi đâu thì tùy theo cái định nghiệp, tức là cái nhân mà mình đã trồng khi mình còn sống và nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân khi mình còn sống vậy. Nếu mà thiện ác cả hai đều có, mà thiện nhỉnh hơn một chút thì chúng ta hết ngày thứ 49 thì được đi đầu thai làm người, nhưng mà là phúc báo kéo, có thể thọ mạng kéo, hoặc có thể là gì? Hay bệnh tật triền miên, hoặc có thể là nghèo đói, bị người khác khinh khi coi thường, làm kẻ ăn đỡ ở cho nhà người ta mà vẫn bị người ta gì? Người ta coi thường, làm giúp việc cho người ta, tận tụy với nhà người ta nhưng vẫn bị người ta coi thường. Đó là sao? Đó là chúng ta kém phúc. Chúng ta kém phúc đã sinh vào được thân người nhưng mà thì không đủ phúc để hưởng, phải đi làm kẻ ăn người ở, hoặc là bệnh tật, hoặc là chết yếu, hoặc là gì? Sinh được đứa con hư, hoặc là lấy được người chồng nát rượu cờ bạc trai gái, hoặc là lấy được người vợ không trung thủy vân vân chẳng hạn. Đó đều là do thì cái phúc báo của chúng ta kém đấy. Còn ở đây cái trường hợp này, nếu mà xét về cái trường hợp trong câu hỏi này mà nói là người là do thì người thân vẫn về báo mộng được, là do đói khổ quá, thì trường hợp này là có thể trước đây mất đi rồi, qua 49 ngày phúc chưa đủ để làm người, mà ở sinh ở trong gì? Cõi gọi là cõi quỷ thần, hay mình gọi là cõi ma, là ma đó. Ở thế gian chúng ta là ma đói đó. Ma đói, ma khát. Đấy gọi là quỷ. Ở trong kinh Phật thì gọi là quỷ hay gọi là ngạ quỷ. Nói đầy đủ gọi là ngạ quỷ. Nếu mà là thần ấy thì ít nhất thì nếu mà thần là có chút phúc báo. Nó trong một cái miếu hoặc là ở một cái gốc cây đại thọ thì nó vẫn có người cúng kiến, thì thỉnh thoảng có người lễ bái cúng kiến thì họ còn có cái để ăn, để sử dụng. Nhưng còn đây là quỷ, tức là quỷ đói. Nói nôm na là quỷ, nhưng mà nói đầy đủ là ngạ quỷ. Thì ở trường hợp này, nói khát ngặt nghèo như vậy, thì khi mà bình thường ra thì tại sao mà trước đây thì không thể nào mà họ về họ báo cho chúng ta được. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta thì đã là Phật tử đi chùa rồi, tụng kinh niệm Phật. Chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức, đem cái công đức đó để hồi hướng cho gia tiên, cửu huyền, thất tổ vân vân đó. Ví dụ như vừa rồi ngày lễ Vu Lan đấy, chúng ta đi lễ như vậy, 3 ngày chúng ta cùng tụng kinh Địa Tạng, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người cùng nhau đọc tụng bộ kinh Địa Tạng đó, cái công hưởng và cái công nghiệp, và đặc biệt là cái nghiệp thiện này, cái chủng trừ thiện này nó phát động rất lớn, cho nên nó kinh động cả gì tam thiên đại thiên thế giới, chứ đừng nói là gì đến địa ngục A Tỳ thì gì cũng chấn động, đến quái trời sắc cứu kính, hay là quái trời vô đỉnh, hay là tức là mình gọi là quái trời phi tưởng xứ đó cũng phải kinh động bằng cái lực, bằng cái tâm thành của đại chúng, hàng chục ngàn người đọc tụng như vậy, khiến cho thì họ nghe được, có thể thì họ ở dưới quái âm, họ nghe được cái đó, và khi bắt đầu khi mà mình xong, hoặc là trước đó mình đã đọc tụng kinh điển của Phật, làm bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, đem công đức thiện đó để hồi hướng cho họ. Khi mà họ chúng ta hồi hướng lâu, kinh Địa Tạng nói đây 7 phần công đức làm trọn vẹn thì chúng ta được 6, còn người chết kia thì được 1 phần. Chúng ta cứ hồi hướng cho họ dần dần
thì họ nghe được, họ tiếp nhận được, thì họ mới thoát khỏi cái cảnh địa ngục, thoát cảnh khỏi cái cảnh gì ở địa ngục thì lại sinh ra lòng quỷ đoại. Thì khi đó họ về thì họ báo cho người thân chúng ta đói khát lắm, khổ đau lắm. Trường hợp này trong kinh Phật, kể cả cái nhà hàm cũng có kể một số những câu chuyện như vậy. Giống như cái nhà hàm thì tôn giả A Nan một lần ngài đang thiền định thì nghe thấy tiếng khóc, khóc than sầu não ở trên hư không. Lúc bấy giờ thì ngài nhìn lên thì thấy cả mấy mẹ con nhà quỷ đói khát, người thì bỏ lăn bỏ xoài, người thì bồng bế con, người thì dắt theo con cái, nhưng tất cả đều đói khát. Tôn giả đem cái chuyện đó bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kể cái nhân duyên của cả một cái gia đình quỷ đó, do kiếp trước là bòn xẻn, keo kiệt, không biết bố thí, không biết cúng dường, thậm chí là đến bố mẹ, đến người thân, đến con cái cũng chẳng biết gì, cũng chẳng biết xuất tí tiền của để lo cung phụng bố mẹ già. Do cái nhân duyên như vậy cho nên là mới chịu cái cả gia đình mới thọ cái thân quỷ đói như vậy. Và tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng vậy thì có cách nào để khiến cho họ khỏi khổ không? Và Đức Phật mới lại là bắt đầu từ đó trở đi thì vào buổi chiều, nơi đâu có chữ tăng, chữ ni, có Phật tử tu tập thì cứ vào buổi chiều khoảng lúc mặt trời lặn đó, bây giờ đó là giờ quỷ thần ăn, cho quỷ thần ăn, quỷ thần nó mới được ăn. Thì trong kinh Đức Phật nói là mười phương ba đời chư Phật đó, thì thường ăn một bữa, bữa sáng thì chư thiên ăn, bữa trưa chư Phật ăn, và bữa tối thì quỷ thần tựa ma quỷ ăn. Đấy là cái trong kinh A Hàm cũng như cái kinh Đại Thừa Đức Phật nói như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là từ đó trở đi, nơi nào có tăng ni tu tập thì vào cái lúc buổi chiều, là lúc mặt trời sắp sửa xuống núi và bắt đầu xuống núi đó, thì nên thỉnh đại hồng chung và cúng dường thí thực cho các loài quỷ đói ăn. Đấy là cái nguyên nhân tôn giả A Nan thấy chúng sinh trong đường ngạ quỷ khổ đau như vậy, bạch với Đức Phật, và Đức Phật dạy cho cái phương pháp bố thí cho các loài ngạ quỷ, cô hồn, ma đói là được ăn khi mà họ có một chút nhân duyên với Tam Bảo, gặp được những cái nơi thí cúng đó thì họ được ăn và đỡ khổ. Thì cái trường hợp này Phật tử hỏi rằng sau khi chết thì theo đạo Phật không nên đốt vàng mã, nhưng mà người nhà hiện về thấy các vong hiện về nói rằng đói khát như vậy thì có nên đốt vàng mã hay không? Thì xin thưa các vị, đốt vàng mã không có nhận được đâu. Đây là gì? Chúng ta nên cúng thí cho họ, cúng thí cho họ bằng gì? Bằng thức ăn. Thức ăn ở đây không cần phải nhiều đâu, tí thanh bông hoa quả chúng ta thành tâm. Và đặc biệt như ở trong là Phật tử rồi thì chúng ta thì buổi chiều lại khi tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng vân vân, bất cứ một kinh gì đó chúng ta quen tụng, thì tụng xong rồi thì phần cuối chúng ta múc lấy một chén nước hay một bát nước gì đó, múc vừa vừa thôi, không cần phải đầy lắm, cũng đừng có vơi quá, vơi quá thì thành sẻn, mà đầy lắm thì nó trào ra thì cũng không tốt. Nếu có điều kiện chúng ta nấu được nồi cháo, múc ra bát cháo, tí gạo tí muối là tốt nhất. Không thì chúng ta chỉ cần cho 7 hạt cơm và cái chén thì cho 2/3 chén nước hoặc là 2/3 bát nước là được. 7 hạt cơm trở lên thiếu thì không được. Trong kinh Phật Sa Di Luật Giải nói thiếu thì không đủ để biến, tức là thành sẻn, tức là tâm còn sẻn đó, mà nhiều quá thì nó phí phạm. Cho nên trong Sa Di Luật Giải Đức Phật dạy là chỉ cần khoảng 7 hạt cơm trở lên, 4 bánh thì khoảng 1 tấc bằng cái móng tay này, bằng cái đầu móng tay này là được. 4 bánh 1 tấc tề hình móng tay, tức là khoảng bằng cái đầu ngón tay này. Chúng ta tương đương là sao, là khoảng 7 hạt cơm trở lên hoặc là hơn một tí được. Hoặc là chúng ta cho một cái thìa nhỏ nhỏ cũng được, không sao. Cho vào đó chúng ta cúng. Chúng ta nhất tâm chúng ta đọc những cái bài thần chú biến thực biến thủy ở trong cái nghi thức cúng thí thực đó. Chúng ta chỉ cần đọc từ nhược nhân dục liễu chi trở đi thôi. Chứ không cần là phải thỉnh, với cái đại lễ thì chúng ta mới cần thỉnh, và không thì chúng ta cứ như các sư tụng như thế nào thì chúng ta tụng như thế. Cái đấy đem công đức vô lượng. Một số Phật tử nói rằng ở tại gia thì không nên cúng thí thực vì ma nó đến. Nghĩ như vậy không phải là đệ tử của Phật. Nói như vậy cũng không phải là người đệ tử, người con của Phật.
người con của Phật đó là phải phát cái tâm lòng này đại từ đại bi, thương xót chúng sinh để mà ban bố. Cái gì chúng ta làm được, có khả năng làm được thì chúng ta làm. Vì cái này chúng ta chỉ sử dụng cái tâm thôi, nhất tâm để thọ trì đọc tụng lời Phật dạy ở trong cái khóa tụng khóa niệm đó, trong cái khóa thí thực đó. Còn các thứ mà chúng ta chuẩn bị thì rất là đơn giản. Một chén nước, một bát nước, 7 hạt cơm. Nhưng hạt cơm ở đây thì trong Sa Di Luật Giải nói là nó phải thanh tịnh, tức là sao? Tức là khi vừa cơm vừa chín, chúng ta phải lấy trước ra. Chứ đừng có ăn rồi xong là lấy cơm thừa, cơm nguội ở trong thì trong nồi. Cũng như thế thì mang cái tâm là quay thường thì không tốt. Nếu hôm nào chúng ta quên lấy cái cơm từ lúc bữa trưa hoặc bữa tối chúng ta nấu cơm, chúng ta quên lấy mà chúng ta ăn xong rồi đó, thì trong Sa Di nói là chúng ta lấy gạo được. Lấy một chút chút gạo, hoặc là 7 hoặc chục hạt gạo, hơn một tí, cứ cho vào một thìa đi, thì gạo cũng biến được. Đó. Nhưng trong Sa Di Luật Giải nói là lấy cơm là tốt nhất. Lấy cơm là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta quên thì chúng ta lấy gạo, chứ đừng có lấy cơm thừa để cúng. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta tùy duyên, có thể chúng ta để lên trên cái đó, để lên trên ban thờ cho tiên cũng được. Không thì chúng ta để nó vào hiên nhà cũng được. Chúng ta để nó vào một cái đĩa, để cái cốc hoặc cái chén cũng để cái đĩa để ra ngoài cái hiên nhà chúng ta, hay để ra lan can cả nhà các Phật tử chúng ta ở tại gia, chúng ta để ra lan can nước ngoài cũng được, gọi là bố thí. Chúng ta chưa làm được việc đại thí thì chúng ta làm được việc tiểu thí, đó gọi là tiểu thí, tức là thí cho những người có duyên, mà những người đó không chưa chắc đã là chỉ là ma đói đâu, chưa chắc chỉ là những linh hồn âm hồn đầu đường xá chợ đâu, mà có thể đấy chính là người thân của chúng ta đã mất. Có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên với đến nhà chúng ta. Trong đạo Phật nói là chúng ta gặp nhau một lần thôi nó cũng là cái duyên, hoặc là ác duyên, hoặc là gì thiện duyên. Ác duyên thì nó đến là gì, nó đòi nợ, đến là báo oán. Còn thiện duyên thì họ đến để thân thừa, tức là đến để thân cận, để gần gũi, để mong chúng ta giúp đỡ, như Kinh Địa Tạng nói. Nay chúng ta tu tập được chút công đức, chúng ta hồi hướng cho gia tiên kỷ huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên họ nhận được, họ nghe được cái lời hồi hướng chúng ta, họ tìm về với chúng ta. Mà tìm về với chúng ta là gì? Bỏ đói họ. Họ rất là buồn, họ rất buồn. Cho nên vào cái giờ đó thì các Phật tử chúng ta nên là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta đều nên cúng thí thực khi mà khoa đến buổi chiều tối như vậy. Hoặc là nếu không được buổi chiều thì buổi tối cũng được, không sao. Chúng ta đừng có nghe một số các vị tăng ni không học đến nơi đến chốn, hay là nghe một số Phật tử nói rằng ui dồi ở tại gia không được cúng. Cúng thí thực tại gia là ma đói về nhà. Và nó gì, nó cúng xong một cái nó ăn rồi nó quen, nó không đi, nó ở lại tại đó, nó chiếm nhà chúng ta luôn. Không có cái chuyện đó các quý vị. Không có, tuyệt đối không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta dùng cái tâm chân chính, tâm ngay thẳng mà phát bồ đề tâm, phát nguyện cúng thí thì bố thí cho họ. Họ ở đây như tôi nói là có thể là không phải là ma khát ma đói đâu, mà chính là người thân của chúng ta, vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ, anh em nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên đi về với chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cái việc đó chỉ có phúc chứ không có họa. Nhưng mà làm là chúng ta làm phải nhất tâm để làm. Nhớ là phải nhất tâm để cúng. Khi cúng là tâm chúng ta phải để ý vào, đặc biệt là khi biến thực biến thủy. Biến thực biến thủy thì chúng ta phải đọc cho nó đủ, ít nhất là phải được 7 biến thần chú đó. 7 biến thần chú biến thực đó. 7 biến thần chú biến thủy đó. Nếu đọc 3 biến thì sợ tâm chúng ta tán loạn, nó chưa đủ cái công năng, cái hiệu lực để biến cái hạt gạo, hạt cơm nó thành những cái thức ăn tùy theo ý muốn của các vong linh kia, cái chúng sinh kia. Cho nên là nên 7 biến. Cái này chúng tôi gặp rồi. Năm 2012, 2013. Khi mà làm Pháp hội Trung Phong ngày đó, thì chỉ đọc cái biến thực biến thủy của vì cái Pháp hội Trung Phong ngày đó là Pháp sư Ngộ Thông đưa về Việt Nam, chỉ cái biến thực biến thủy chỉ có đọc 3 lần thần chú thôi. Biến thực chân ngôn 3 lần, biến thủy 3 lần. Cho nên chúng tôi cứ y kinh, y sách để đọc có 3 lần.
và buổi chiều lại còn không cúng cháo nữa. Biết ngay. Một cái trường hợp ở ngoài Quảng Oai, cả gia đình đi vào lễ cầu siêu cho các vong linh gia tiên. Vào làm lễ cầu siêu xong và đến khi ra về một cái thì bắt đầu là về tới nhà một cái thì vong người các cụ nhập vào đòi ăn. Thế con cháu mới bảo rằng thì ở trên chùa thì lên chùa 3 ngày thì cúng cho 3 ngày thôi mà. Thế thì không được ăn à? Bảo có được ăn nhưng mà ăn lẻ, ăn ít lắm, đói lắm. Lên chùa thì rất là vui, tu rất là thích. Nhưng mà mỗi một cái là gì? Đói. Thế bắt đầu thì không chỉ một trường hợp đấy mà có vài trường hợp khác nữa, nó cũng kiểu tương tự như vậy. Thì khi đó chúng tôi mới bắt đầu mới nghiên cứu và bảo tại sao cái pháp hội như thế này, đầy cái đồ lễ đồ cúng đầy như thế này, đặc biệt là ngày cuối cùng, cúng dài đến là hàng mấy trăm mét đồ thức ăn đồ lễ như vậy, 400-500 mét, nếu mà giải nhỏ nhỏ cái cây số thức ăn bim bim rồi bỏng bánh trái hoa quả thanh bông hoa quả rồi cháo chén vân vân, tại sao các vong người kêu đói? Tôi nghiên cứu, tôi xem lại thì hóa ra là có ba biến, đọc ba biến chú. Đọc ba biến chú thì tôi nghĩ là cái tâm của các vị pháp sư mà có đạo cao đức trọng, tu hành phạm hạnh lâu năm ấy, thì các ngài có thể chỉ đọc một câu thôi đã đủ biết rồi. Phật chỉ cần gì khởi tâm chú nguyện, Bồ Tát cần khởi tâm chú nguyện họ mới nhận được. Nhưng mà chúng ta đều là phàm phu, nghiệp chướng sâu dài, cho nên là thì tôi nghĩ rằng có lẽ do cái lỗi của mình khi đọc chú của Phật không chú tâm, cho nên cái thức ăn nó chưa đủ để biến ra để tùy tâm mãn nguyện của chúng sinh. Vì vậy mà bắt đầu từ đó chúng tôi khi mà soạn ra cái nghi thức trung phong tam thể niệm mới, chúng tôi đều làm gì biến thực biến thủy ít nhất là 7 biến, nếu còn thời gian thì đọc 21 biến, nhưng mà 7 biến là đủ rồi, 7 biến là cũng đủ để chúng ta nhập tâm. Thì thường cái biến thứ nhất thì chúng ta quán cái thức ăn của mình chuẩn bị, ví dụ như là chuẩn bị Phật tử chúng ta chuẩn bị cái bát cháo hoặc là tí gạo tí muối hoặc là tí 7 hạt cơm cho một cái chén, cái chúng ta quán biến thứ nhất là chuẩn bị như vậy. Biến thứ hai, biến chú thứ hai chúng ta quán là gì, là cái đồ cúng đó là gì? Một chén thì biến thành 7 chén. Biến thứ ba, từ chỗ 7 chén đó thì biến thành 49 chén. Từ biến chú thứ tư thì chúng ta 49 chén đó chúng ta biến thể biến mãn khắp hư không. Và biến thứ năm thì chúng ta quán tưởng là cái thức ăn đó không phải là chỉ mấy hạt gạo hạt cơm nữa, mà bát nước nữa, mà nó thì thành những cái thức ăn thơm ngon bổ dưỡng tùy theo tâm lượng của chúng sinh họ mong muốn thức ăn gì thì thức ăn đó liền hiện đến tùy theo tâm muốn bỏ. Biến thứ sáu thì chúng ta tăng về cái thức ăn này khiến cho thì các loài ngã quỷ, thì trong kinh Đức Phật nói bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như kim, muốn ăn đó nhưng mà gì ăn mà thì nghẹn không ăn được, thì chúng ta quán tưởng cái thức ăn này là gì đều vừa với cái tâm lượng của họ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn vừa đủ, ăn no thì thôi thoải mái thôi, không bị nghẹn, không bị hóc, không bị tắc vân vân chẳng hạn. À, biến thứ bảy thì chúng ta biến phát nguyện là cái thức ăn này gì ngon bổ như là cơm của cõi Phật Hương Tích. À, cho nên là đấy là cái cách mà quán tưởng khi mà chúng ta chỉ 7 biến chân ngôn biến thực. Biến thủy cũng tương tự như biến thực, thì chúng ta thì biến ra thức ăn là cơm, là đồ ăn, là canh. Còn thủy thì chúng ta thì lại quán là gì? Là canh, là nước canh và là những đồ canh gì có nước và như gì? Nước uống cho họ vân vân. Đó. Nhưng đừng có quán ra rượu bia. Phật tử chúng ta đừng có quán ra rượu bia cho các vong nó uống say, có khi nó oánh nhau dưới đó thì cũng nguy. Cho nên chúng ta thì quán ra các loại nước cam lộ thủy, các loại nước mà ngon ngọt bổ dưỡng, không làm cho chúng sinh bị say sưa mê mờ quay cuồng vân vân. Đó, đấy là những cái đọc đến câu thần chú nào thì chúng ta quán tưởng những câu thần chú đó như vậy. Và từ ngày đó trở đi thì chúng tôi đi làm các pháp hội ở bất cứ nơi đâu đều đọc từ 7 biến trở lên, thì qua cái vấn đề tâm linh thì tiếp nhận được lại cái thế giới bên kia, họ nói rằng các pháp hội
đến dự pháp hội của chúng tôi tổ chức từ ngày đó trở đi là được ăn toàn những thứ ăn là gì? Thế gian không có, thế gian chưa bao giờ có những cái loại thức ăn như vậy. Cho nên ở đây là cũng là những cái kinh nghiệm qua những cái tháng năm tu tập, rút kinh nghiệm dần dần trong cuộc sống, trong những lần đi hoằng pháp và trong những lần đi tổ chức các kỳ đại lễ. Đúc kết lại như vậy thì cũng khuyên các Phật tử chúng ta gì, nên cúng, tụng kinh niệm Phật xong nên cúng như vậy. Đừng có nghe một số các vị sư học đến nơi chưa đến nơi đến chốn, và các vị Phật tử cũng vậy, học chưa đến nơi đến chốn, cứ người này truyền tai người kia truyền tai người khác, nói rằng là cúng thí thực tại nhà là ma quỷ nó đến rồi nó chiếm nhà chúng ta nữa. Không có đâu các Phật tử, bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, bây giờ nhà chúng ta có điều kiện, chúng ta phát nguyện là mỗi buổi sáng cho khoảng độ gì 3 đến 5 người ăn mày hoặc là người lang thang cơ nhỡ một nắm xôi. Chúng ta phát nguyện là mỗi ngày chúng ta chỉ có đủ điều kiện kinh tế cho 3 hoặc đến 5 người thôi, thì chúng ta thì chúng ta mua xôi về, cứ thấy những người ăn xin lang thang bên ngoài đường ngoài chợ thì họ đi xin, chúng ta thì đem cái nắm xôi đó cho họ, chúng ta cho hết rồi thôi, hôm sau lại cho tiếp, cứ vậy như vậy, tuần tự như vậy, họ nhận nắm xôi của cho họ cảm ơn họ đi chứ. Ăn xong họ đi, và nếu chúng ta có thì có thiện tình mời họ ngồi ở trong nhà, nó lấy chén nước cho họ để họ ăn cái xôi, tí xôi hoặc tí cái bánh bổ bánh mì xong, nhưng mà mang cốc nước cho họ uống xong thì họ đi, họ đi, họ đâu có chuyện họ ở lại để chiếm nhà chúng ta được, không có cái chuyện đó. Cho nên là cái Phật tử chúng ta học Phật là phải học cho nó đến nơi đến chốn, thấu tình đạt lý. Muốn nói một cái gì đó thì chúng ta phải có cơ sở, phải có cơ sở dựa vào lời Đức Phật đã dạy qua 3 tạng thánh điển kinh luận luận để mà nói, chứ không thể nói bừa được, phải tốt. Đấy, cho nên đây là cái câu trả lời thứ nhất để trả lời các Phật tử như vậy, thì không nên lấy đốt tiền vàng làm gì, chúng ta nên thực tế là hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho gia tiên tiểu huyền thất tổ chúng ta, cho ban gia trái chủ của chúng ta, vân vân. Và đặc biệt nếu mà được thì các Phật tử cứ tụng kinh vào buổi chiều hoặc buổi tối, chúng ta nên làm cách thí thực đó, thì khiến cho nếu mà các vong linh người thân chúng ta mà chưa được siêu thoát, nay nhờ chúng ta đọc kinh họ thoát được trong 2-3 đường ác, họ 2 đường ác đó là địa ngục của ngạ quỷ, hoặc được thoát được kiếp súc sinh, nhưng mà cái súc sinh đó, cái vong, cái linh hồn của cái con chó hoặc con mèo trong gia đình chúng ta nó mới mất, nó chưa được đi đầu thai, thì nó mới có cơ hội nó quay lại nó báo với chúng ta là đói khổ như thế, thì khi đó chúng ta thì đem cái thí thực này để hướng cho họ, và họ nhận được cái thí thực này và không bị gì đói khát nữa. Đó là cái việc làm đúng với lời dạy của Đức Phật nhất, đúng với cái tấm lòng từ bi của người quan Phật xuất gia như tại đại nhất, thì thầy xin khuyên như vậy. Câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng á, kính bạch thầy, cho con đọc kinh Địa Tạng thì biết được ở phẩm thứ 4 Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào quy y với ngài thì được công đức vô lượng, thoát ly 3 đường ác. Con xin thầy chỉ cho chúng con biết được quy y như thế nào là cho đúng pháp. Người bị ốm nằm trên giường thì có quy y được không, và có công đức như thế nào? Ở đây Phật tử này có nói rằng dẫn ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 4 nói rằng Đức Phật dạy rằng nếu mà có chúng sinh nào mà quy y với ngài Địa Tạng thì được vô lượng công đức, được thoát ly 3 đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đúng vậy. Như chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, ngài đã chứng được 6 pháp thần thông. Ngài đã thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên ngài nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi đời kiếp trược, ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung khổ đau này. Vì sao mà lại sinh vào cõi đời ngũ trược như thế? Chính vì kém phúc vậy. Vì nhiều đời, nhiều kiếp về trước, những chúng sinh đó đã gieo tạo vô lượng ác nghiệp. Nhưng cũng do một cái nhân duyên, may mắn là cũng đã gieo trồng được một chút là phúc, cái hạt phúc, cái ruộng, cái hạt giống
phúc điền, cho nên ở đời này kiếp này được sinh ra làm người và được gặp Phật pháp, được gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta sinh ra được thân người là khó, mà nay chúng ta đã được rồi, tức là một cái nhân duyên rất là lớn. Để gặp Phật pháp lại càng khó hơn, mà chúng ta lại gặp được Phật pháp, gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, đó cũng là một cái nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. Khi gặp được mà chúng ta biết phát khởi cái tâm thành kính, phát khởi cái tâm bồ đề để mà quy y Tam Bảo. Ở trong kinh này thì nói là quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Chứ quy y nghĩa là gì? Nghĩa là nương tựa. Chứ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chứ y có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Chứ quy y với Bồ Tát Địa Tạng tức là quay về để nương tựa theo Bồ Tát Địa Tạng để mà tu hành. Nương tựa thế nào? Cái điều đầu tiên ở trong kinh điển của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được các vị pháp sư ở trong Phật giáo xếp bộ kinh này vào một bộ kinh gọi là hiếu kinh ở trong nhà Phật. Tức là gì? Lấy hạnh hiếu làm đầu, đặt hạnh hiếu lên hàng đầu. Cho nên ở trong bốn tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lên là bốn lần tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt thì Ngài đã phát tâm từ vô thủy kiếp. Ngài đã thể hiện ra vô lượng các tiền thân như vậy để báo hiếu, để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi không thể nói hết được. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ lấy bốn cái tiền thân quan trọng, tiêu biểu nhất để mà nêu ra, để mà nói ra ở trong chúng hội ấy. Và đồng thời cũng để cho chúng ta noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mà thực hành. Nay chúng ta nương theo Bồ Tát Địa Tạng để học đạo. Học ở cái gì? Chính là học ở cái tâm hiếu hạnh của Ngài vậy. Ở trong đạo Phật, các Phật tử chúng ta thường hay nghe thấy là gì? Có câu nói là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy cái tâm hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên, đó chính là cái tâm gì? Tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta lại phải lấy tâm hiếu với ông bà, cha mẹ và tổ tiên? Vì có tổ tiên mới có ông bà chúng ta. Có ông bà chúng ta mới có cha mẹ chúng ta. Và có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Đó chính là cái đạo lý. Cái đạo lý ấy mà người học Phật chúng ta không ai được lãng quên. Nghĩa là ai cũng phải ghi nhớ nó, ai cũng phải đặt cái tâm hiếu thảo đó để mà lo mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Báo đáp bằng cách nào? Ở thế gian có rất nhiều cách họ nói rằng có thể dùng để báo đáp ông bà cha mẹ tổ tiên. Ví dụ như đối với tổ tiên đã mất thì phải hương khói phụng thờ. Đối với ông bà cha mẹ về già thì phải chăm sóc, dưỡng nuôi, thuốc thang cơm cháo, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ vui khi cha mẹ buồn, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang cơm cháo dưỡng nuôi, chẳng để cho cha mẹ phải phiền lòng về chúng ta, vân vân. Đó chính là cái hạnh hiếu thảo ở thế gian. Hạnh hiếu ấy đủ chưa? Đối với thế gian thì họ cho đó là đủ. Nhưng đối với
Đức Phật và đối với giáo lý Phật Đà. Đức Phật nói rằng dẫu cho người phận làm con, người làm con báo hiếu cha mẹ cả cuộc đời này, lo cho cha mẹ không bị túng thiếu cái gì, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ nở nụ cười quanh năm ngày tháng, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Đức Phật nói như vậy chưa đủ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói rằng người con chí hiếu, đó chính là người con biết dùng các phương tiện khéo léo, dùng cái tâm chân thành, dùng cái trí tuệ mà mình đã học được ở trong cửa Phật, ở trong giáo lý của Đức Phật, đem giảng giải và khuyên cha mẹ, khuyên ông bà chúng ta biết phát cái tâm là gì? Tín kính. Biết phát cái tâm là gì? Thiện lành. Và đặc biệt là biết tin vào Tam Bảo. Tiếp đến là biết gì? Quy Tam Bảo. Biết niệm Phật, biết lạy Phật, biết tụng kinh, biết sám hối và biết phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Làm được như thế mới gọi là người con chí hiếu. Tức là những người con làm được cái hạnh hiếu đến tột cùng. Không còn một cái hạnh hiếu nào có thể trên cái hạnh hiếu là làm cho bố mẹ được giải thoát, được thoát ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, không bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula nữa. Đó mới là đứa con chí hiếu. Thế còn đối với Đức Phật nói rằng dẫu cho có lo cho cha mẹ chúng ta báo hiếu đến trọn cả trăm tuổi, nhưng không biết khuyên cha mẹ tu tâm tích đức, tu nhân hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, quy kính Tam Bảo, trí thành niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân đó, để gieo cái hạt giống bồ đề vào trong tâm thức, trong a lại gia thức của cha mẹ chúng ta đó, gieo cái chủng tử thiện, cái chủng tử bồ đề tâm đó, để khiến cho cha mẹ chúng ta được nhập vào, được vào ngôi nhà của Đức Như Lai, tức là được dự vào cái hàng ngũ hải hội thánh hiền, thoát ly sinh tử chúng khổ của những bậc thánh xuất ly tam giới đó. Thì Đức Phật nói nếu chưa làm được như thế, ở trong đối với trong Phật môn chưa phải là người con chí hiếu. Đối với thế gian thì hầu hạ cha mẹ ông bà vân vân đó cả cuộc đời đó, thì đó gọi là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà để đến đạt đến mức chí hiếu ở trong nhà Phật thì chúng ta phải làm được như thế. Cho nên ở đây gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng, nghĩa là nương tựa vào Bồ Tát Địa Tạng để tu. Thì Bồ Tát Địa Tạng tu như thế nào? Ngài vì thấy chúng sinh khổ mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy nay chúng ta gì? Muốn cho cha mẹ chúng ta, ông bà, tổ tiên chúng ta thoát ly sinh tử chúng khổ thì chúng ta cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Rộng ra là muốn cho tất cả các loài hữu tình thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cũng phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Thế nào là phát Đại Bồ Đề Tâm? Chúng ta cứ học Kinh Địa Tạng, thấy Bồ Tát Địa Tạng Ngài phát tâm như thế nào, chúng ta phát tâm như thế. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Bồ Tát Địa Tạng vì lòng hiếu thảo mà phát Đại Bồ Đề Tâm, vì tất cả chúng sinh khổ đau trong mười phương thế giới mà phát Bồ Đề Tâm, thề nguyện là chúng sinh chưa độ hết thì Ngài nguyện không thành Phật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Cho nên ở đây, người quy y đúng như Pháp, tức là phải nương theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy ở trong Kinh để mà thực hành. Phật bảo chúng ta đừng có sát sinh. Vì sao đừng có sát sinh? Vì mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta
và bản thân của cha mẹ chúng ta vậy. Cho nên người học Phật mà chúng ta nhận biết được tất cả chúng sinh có mạng sống cũng như mạng sống của bản thân chúng ta và bằng mạng sống của cha mẹ chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quý kính, sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả các loại chúng sinh đó như tôn trọng mạng sống của cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới không giết hại chúng sinh được. Đó gọi là phát đại bồ đề tâm. Phát cái tâm từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà đối đãi với chúng sinh, để mà tiếp nhân độ vật. Đó gọi gọi là phát đại bồ đề tâm. Đó gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng một cách chân chính. Đó gọi là quy Bồ Tát Địa Tạng một cách gì? Chân chính. Đó cho nên Phật tử hỏi rằng, xin hỏi là xin Thầy cho chúng con biết thế nào gọi là quy đúng Pháp. Đó, chúng ta cứ hiểu cái chữ quy là gì. Chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có là nương tựa. Chữ quy có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào chính Pháp. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Đó cho nên chúng ta học Phật không phải là chỉ học ở trên đầu mỗi chóp lưỡi, không phải là chỉ học thuộc một vài bộ kinh, một vài câu thần chú để chỉ tụng hàng ngày. Chúng ta dẫu cho có tụng được hàng ngàn bộ kinh mà không hiểu nghĩa kinh để mà thực hành thì cái công đức phúc báo của chúng ta chưa được viên mãn, chưa được rốt ráo, chưa được thành tựu vậy, mà chỉ có một chút phúc báo nho nhỏ ở thế gian thôi. Cho nên mục đích chuyển pháp luân của Đức Phật chính là đem gì? Khai thị cho chúng sinh, tức là mở bày chi kiến Phật cho chúng sinh, chỉ bảo cho chúng sinh biết được tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hiểu được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Quy Phật chân chính, quy Pháp chân chính, quy Tăng chân chính. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Quy Phật có nghĩa là gì? Quy giác. Giác á, thì thường không còn mê. Quy Pháp là quy gì? Quy chính. Chính thì chắc chắn thì không có tà. Quy Tăng á, là quy tịnh. Tịnh có nghĩa là gì? Không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành. Vì tự tính của Phật là gì? Là từ bi, là bình đẳng, là giác ngộ. Tự tính của Pháp á, là tịnh mà không nhiễm. Tự tính thanh tịnh của Tăng á, là không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành ở trong đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng quy như thế nào cho đúng Pháp, thì vì nhiều câu hỏi cho nên Thầy cũng chỉ có giải thích sơ lược qua như vậy. Rồi Phật tử còn hỏi một ý nữa rằng người ốm nằm ở trên giường bệnh thì có quy được không, và có được công, và được, và có công đức như thế nào? Ở trong cửa Phật thì Đức Phật cũng khai cho có rất nhiều phương tiện. Nếu mà như ở trường hợp mà người bị ốm nằm liệt giường liệt chiếu, không thể đi tới chùa để quy Tam Bảo được, thì có thể thỉnh tăng đến để quy Tam Bảo tại nơi giường bệnh cho bệnh nhân đó cũng được. Trong giới luật còn nói rằng nếu bệnh nhân đó mà yếu quá không thể nghe được suốt cả một bài khai thị tiền phương tiện trước khi quy y, thì chỉ cần nói vắn tắt cho họ hiểu là được, xong rồi truyền giới tam quy cho họ. Truyền càng ngắn gọn càng tốt, miễn là làm sao để họ nhập tâm, cái bệnh nhân đó nhập tâm và họ gì? Họ phát bồ đề tâm, họ tín thọ phụng hành, thì vị đó cũng đắc được giới thể tam quy như thường. Và một điều đặc biệt nữa, ở trong kinh luận có giải thích rằng nếu mà ở trường hợp mà người ốm, người bệnh đó rất muốn quy Tam Bảo nhưng mà không có chư tăng, không có chư ni, tức là không có những người xuất gia đến để bên giường bệnh để truyền giới cho đó,
Thì nói rằng ngay chúng ta lấy cái ở trong lấy cái nghi thức quy y ra, chúng ta đọc ngắn gọn cho người đó và người đó có thể phát nguyện. Chúng ta miễn là chúng ta là Phật tử rồi. Nhưng mà thường cái này là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là những nơi biên địa, những nơi hải đảo, những nơi xa xôi, trải qua hàng trăm cây số thậm chí xa hơn đó, không có tăng ni xuất gia, thì chúng ta mới có thể dùng một Phật tử để nói pháp cho một thiện nam tín nữ bị bệnh trên giường, cũng có thể Đức Phật nói đó, cũng có thể khai cho, và chúng ta đọc cái lời quy y là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, và bảo họ đọc theo. Nếu họ không đọc được ra miệng thì họ đọc ở trong gì, trong tâm cũng được. Rồi tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, bảo họ đọc theo. Rồi tự quy y tăng, đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại, bảo họ đọc theo. Kinh luận Đức Phật nói khai cho những trường hợp đặc biệt, đó là gì? Những thiện nam tín nữ, những bệnh nhân đó tha thiết quy y Tam Bảo mà trải qua hàng trăm dặm, hàng trăm cây số, hàng vài trăm cây số, không có tăng ni xuất gia, không có người xuất gia, thì chúng ta có thể phương tiện làm điều đó được. Hoặc rằng á, chúng ta có thể không thỉnh được tăng ni đến, thì chúng ta có thể đi đến một cái nơi có tăng ni đó, họ làm lễ và họ viết cho cái điệp quy y Tam Bảo và bảo về chúng ta cứ như pháp, để ở đứng ở bên cạnh đầu giường để đọc 3 lần cho cái bệnh nhân kia nghe, và đọc 3 lần xong bệnh nhân kia cũng có thể gì đắc giới đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì cũng có nhiều cái khai môn, khai phương tiện như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết. Cho nên ở đây nói rằng những người bệnh nhân ốm mà nằm trên giường quy y thì có được công đức không? Có được, nếu nhất tâm thì vẫn được, vẫn đầy đủ công đức như chúng ta quy bình thường. Nhưng mà phải bệnh nhân đó phải nhất tâm, phải là ốm thật sự. Nếu mà còn khỏe thì phải ngồi dậy và hoặc là quỳ xuống để gì? Để nhận cái pháp tam quy và phát nguyện tam quy. Khi tam quy á, thì nên có thì đối trước một cái ảnh của Đức Phật hoặc Bồ Tát thì sẽ như pháp hơn, đúng hơn. Đó. Hoặc tôn tượng cũng được, tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân đều được cả. Bồ Tát thì có thể Địa Tạng hoặc Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền vân vân đều được cả. Đó, miễn là có tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát để cho người đó nhìn thấy và người đó phát được cái tâm cung kính và cái tâm là gì? Muốn quy y với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đấy là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy, khi có cha già mẹ mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu mang theo. Khi cải táng thì phải bỏ vào trong tiểu quách vàng hoặc bạc để ngăn cản ma quỷ khác bắt nạt, việc này có đúng không? Và khi người thân chúng con mất, chúng con nên làm gì để tốt nhất ạ? Mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho. Ở đây Phật tử này có nói rằng á, khi cha mẹ già mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Đó. Cái này thì tự là các Phật tử chúng ta bịa ra thôi. Quần áo thì đương nhiên rồi. Cái quần áo phải mặc vào thì đương nhiên là cũng phải như chúng ta này thôi. Người nào mất thì cũng phải thay bộ quần áo mới vào đó, hoặc bộ quần áo mà người đó yêu thích hàng ngày hay mặc vào đó. Đó. Thì đấy là đương nhiên. Còn gương lược và một quyển kinh kỳ cầu mang theo thì cái này chúng tôi chưa nghe các hòa thượng, các thượng tọa ở trong giáo hội giảng dạy là phải có cái đó. Chúng tôi 8 năm đi học, ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, học với rất nhiều các hòa thượng và các vị thượng tọa, các vị đại đức danh tiếng ở trong giáo hội, tài đức ở trong giáo hội, đạo hạnh ở trong giáo hội, cũng chưa thấy hòa thượng thượng tọa đại đức nào giảng dạy và nói rằng khi người chết là phải có gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Chưa có. Tôi chưa từng thấy, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chưa từng thấy vị nào nói như vậy. Và từ đó, từ khi học xong cho đến nay cũng đã 11 năm rồi. 8 năm cộng 11 năm chúng tôi đi Hoằng Pháp.
và cũng đọc rất nhiều kinh luận của Phật giáo, cũng không thấy kinh luận nào á giảng rằng người chết sau khi người chết phải có gương và lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Tôi chưa từng đọc thấy, mà cũng chưa từng nghe thấy vị hòa thượng thượng tọa đại đức nào ở trong giáo hội giảng như vậy. Cho nên ở đây á, tôi nghe nói là có một số địa phương, những nơi mà không có tăng ni trụ trì, khi trong địa phương có người mất á, các Phật tử á, tức là các cụ già á, nói là các Phật tử thì không biết nó có đúng nghĩa không. Vì á, tôi đi đến một số chùa, vì chúng tôi hay làm công tác giáo hội, cho nên thỉnh thoảng phải đi va chạm tới các chùa, đặc biệt các chùa chưa có sư chúng tôi cũng phải đến. Tôi đến đó nghe các Phật tử ở đó nói rằng, khoe rằng ở đây chúng tôi là đi quy phải đến hàng có cụ đến 50 năm rồi. Có cụ 20 năm, có cụ 10 năm, có cụ 15 năm vân vân. Thế tôi hỏi rằng các cụ ngày xưa đi quy ở chùa nào? Và chúng tôi quy ở tại chùa chúng tôi. Thế là các cụ thỉnh thầy nào, thỉnh hòa thượng thượng tọa hay là đại đức nào, hay là sư ni, ni sư, ni trưởng, ni sư, sư cô nào về giảng và truyền giới quy cho các cụ? Mà không, chúng tôi không thỉnh hòa thượng thượng tọa, không thỉnh ni trưởng, ni sư, đại đức, rồi ni cô nào về giảng và truyền giới chúng tôi cả. Gọi là ông thống trong chùa đấy truyền giới tam quy cho chúng tôi, thì là ông thầy cúng truyền giới tam quy luôn. Ông thầy cúng ở trong chùa được các dân được vãi là để bầu ra để trong chùa để hương khói quét tước chùa chiền á, làm là phép tam quy luôn cho các cụ, và các cụ thì nghiễm nhiên trở thành một Phật tử. Tôi nghe mà thắt cả lòng. Thảo nào mà nhìn thấy sư á, cái câu chào Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết nữa. Thảo nào á, mà quy y 50 năm rồi nhìn thấy sư là gì? Vẫn gọi sư bằng anh. Thảo nào á, mà đi quy 50 năm rồi á, vẫn nói với sư là gì? Anh xưng tôi. Đó, cho nên đây là một cái nỗi đau ở trong cửa Phật. Một cái nỗi đau đối với gì? Đối với các Phật tử, đặc biệt là những vùng xa xôi nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, của khu vực. Tăng ni không có, chùa tuy có đấy, nhưng mà đều làm sai pháp hết. Vì sao mà làm sai pháp? Vì hàng ngày các Phật tử đi ra chùa cúng Phật đó, vẫn cúng rượu, cúng thịt, vẫn giết gà, mổ lợn để tế tự với nhau ở trong cửa Phật. Ở trên huyện Ba Vì, năm 2017, Phật lịch 2061 vừa rồi, có một ngôi chùa ở ngay trung tâm thị trấn huyện Ba Vì, ở thị trấn Tế Đằng. Cái hôm mà các cụ làm Phật đản, đồng thời cũng là làm lễ an vị tượng Phật, một ngôi chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, không có sư trụ trì. Có mấy trăm Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà nói đúng hơn là mấy trăm bà vãi, mấy trăm cụ già, đi ra và cử nhau ra thay nhau ra trong chùa. Chúng tôi gửi giấy mời đi họp. Các cụ ở đó thì bảo rằng chúng tôi không cần phải đi họp, không cần phải sinh hoạt cùng giáo hội. Chùa dân chúng tôi ấy, có hàng gì hàng nghìn năm nay rồi, chẳng có sư chúng tôi vẫn trông được chùa, chẳng có sư chúng tôi gì vẫn thắp hương thắp khói bình thường, vẫn cúng lễ mùng một ngày rằm bình thường, vẫn làm lễ Phật đản, vẫn làm lễ Vu Lan, vẫn làm lễ vào hè ra hè bình thường, vân vân và vân vân. Cho nên mời đi họp các cụ không đi. Mở khóa giảng pháp để gần gần khu vực đó để cho các cụ đến, các cụ nghe, các cụ hiểu, cũng không đi, nhất định không đi. Có một vài Phật tử và vài cụ trẻ trẻ đi về, các cụ già nói rằng các bà mà đi ra mà nghe mấy ông sư, bà sư nó trao, nó truyền giảng cái giáo lý đạo Phật, các bà về, các bà làm loạn chùa lên thì chúng tôi đuổi ra khỏi hội vãi của chùa. Khi chết chúng tôi không đến đưa ma, và khi chết chúng tôi không cho mượn phướn mượn cầu thì bà chỉ có vào địa ngục thôi. Cho nên lo, đi một lần, lần thứ hai không dám đi nữa, vì sợ các cụ già là đuổi ra khỏi hội vãi. Vì khi chết là sợ các cụ già không cho mượn phan mượn phướn để bắt cầu để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính vì cái sự u mê đó, sự vô minh đó, cái sự ngã mạn đó,
Cho nên đã không biết lại còn càng không biết thêm. Tuy sống gần chùa ở trong cửa Phật đó, nhưng cái lễ Phật đàn vừa rồi các vị biết không? Đang trong cái lúc mà thịt lợn nó rẻ đó, vừa qua cái trúng cái dịp đó thịt lợn nó rất là gì, rất là rẻ, nó xuống thậm chí còn rẻ hơn cả một cân thịt lợn, một cân hơi lợn nó còn rẻ hơn cả một cái cân gì, một cân rau xanh ở ngoài chợ, rẻ hơn cả một cái cân khoai tây ngoài chợ. Cho nên á, cái hôm đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tức 2017 vừa rồi, cả làng họ giết 3 con lợn, giết tại chùa để làm lễ Phật đản. Chuyện có thật 100%. Ngày đản sinh của Đức Phật mà họ giết 3 con lợn, mời cả làng ra gì để dự lễ Phật đản và ăn cơm, mở tiệc ở tại gì, tại trong cửa chùa. Đó, đây là một cái nỗi đau của Phật giáo. Mình muốn hướng đạo cho họ biết mà họ nhất định không nghe. Mời họ đi họp, họ nhất định không đi. Đó, cho nên ở đây tôi mới nói rằng tôi nghe và biết được một số các chùa chưa có sư, đặc biệt ở khu vực phía Bắc của Việt Nam chúng ta này, đặc biệt là những ngôi chùa vùng nông thôn, vùng xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của quốc gia, của khu vực. Cho nên các già, các vãi, các cụ cao niên tuy đi chùa đó nhưng mà không hiểu gì về Phật Pháp cả. Vì vậy ngày xưa khi có người chết, các cụ ấy thường là mua một cái bộ quần áo gọi là bộ quần áo lục thù hải hội. Lục thù hải hội, lục tức là 6, thù tức là chỉ cho cái đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa, tức là thù nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cả một hoa. Chúng ta thì thường là gì, một tấn, một tạ, nói theo cái danh từ từ bây giờ là một tấn, xong đến tạ, xong đến yến, xong đến cân, xong đến lạng, xong đến hoa, hoa xong gì, xong đến thù, tức là gì, dưới cả một hoa nữa, 6 thù tức là chưa được một hoa, chưa được một hoa. Thì cái áo trong kinh Phật nói rằng cái áo của chư thiên trên cõi trời Đao Lợi á, người của chư thiên rất cao, rất to và rất lớn, áo thì mặc kín người, che thân kín người từ gì, từ trên kín thân thể như vậy, nhưng cái áo của chư thiên gì nặng chưa tới 6 thù, mà nặng nhất cũng chỉ 6 thù trở lại. Thế cho nên chúng ta mới nói là chư thiên mà cái áo nhẹ như thế, thân thể cũng nhẹ như vậy, cho nên họ mới bay lướt ở trên gì, trên trời dễ không như vậy. Cho nên ở đây gọi là cái áo của chư thiên, lấy cái tích là áo của chư thiên là áo lục thù. Người to nặng như vậy, to cao như vậy, xin lỗi, to cao như vậy mặc cái áo kín người nhưng mà chưa nặng tới 6 thù. Và khi mà nghe trong kinh Phật nói như vậy, có một số những, thậm chí là có những vị sư, mà những vị sư ở đây thì nói thật là đúng danh nghĩa là cũng chẳng phải là sư luôn, vì cũng chẳng biết cái gì. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có một thời gian, đặc biệt là từ thời gian chống Pháp và chống Mỹ, một thời gian khá lâu, nhân dân còn gì, không có điều kiện đi học, thì huống chi là người xuất gia lúc đó không mấy người được đi học. Đó. Người dân ở ngoài đời không được đi học thì chú tiểu ở trong chùa thì cũng chẳng có cơ hội nhiều để đi học cả. Mà làm chú tiểu không được đi học thì già biết cái gì đâu. Ngoài trong ngôi chùa, sáng chiêu chiều mộ gõ mõ tụng kinh, trong chuồng nuôi mấy con lợn, mấy con gà nữa, và có thêm con trâu và con bò để gì? Để làm cái công cụ lao động, làm sức kéo. Vì cũng cấy mấy sào ruộng như người dân thôi. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi xuất gia, chúng tôi nhớ là vào thăm một cái sư cụ ở trong một cái chùa ở trong Liệp Tuyết Quốc Oai. Cụ năm đó của hơn 80 tuổi, cụ ốm. Năm đó tôi nhớ là năm 98. Tôi mới bắt đầu vào học trung cấp được một năm, sang năm thứ hai. Thì tôi về đi thăm sư cụ, về với cùng các thầy ở trong ban đại diện Phật giáo huyện Quốc Oai. Cụ được khoảng hơn 80 tuổi. Đi đến thì cái chùa của cụ, vào trong chùa của cụ thì
có rất nhiều chậu và xô ở trong đó. Tôi hỏi là thế thế bạch cụ chùa của cụ làm sao mà để nhiều chậu nhiều xô trong này thế? Thế cụ mới bảo là ôi rồi sư ông à, thế cụ gọi tôi là sư ông của bà sư ông à, đấy mới đêm hôm qua nó mưa thì con mang chậu mang xô ra con hứng nước nó dột xuống, sáng nay thì bận quá cũng chưa vội để cất đi. Đấy con chỉ mong cả đời tâm nguyện của con chỉ mong làm sao đảo được lại cái ngói thôi. Con cũng không mong là làm là được cả ngôi chùa mà chỉ mong đảo lại cái ngói thôi, nhưng mà cũng không có tiền, không đủ tiền để mà làm. Mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Cụ nói như thế, mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Thế tôi mới hỏi cụ chăn nuôi cái gì mà cụ bảo mấy năm nay chăn nuôi thất bát. Cụ bảo đấy, nuôi mấy con gà thì cái đến mùa đông là nó chết hết. Nuôi mấy con lợn thì mãi nó chẳng lớn cho. Thế tôi bảo cụ cũng nuôi gà nuôi lợn à? Bảo có chứ thầy, có chứ sư ông, mà không nuôi thì lấy cái gì? Đã nhoan bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa đủ tiền để đảo lại ngói đấy. Và tôi ra đằng sau thì đúng cụ có 4-5 con lợn, nó cứ bé bé coi quài rồi. Bảo là có một bà vãi bà ở đây, bà vãi hộ bà ở và chăm sóc cụ, và bà cũng rồi chăm sóc luôn mấy con lợn. Và cả cái đàn gà đấy có hơn chục con đấy, cả con gái, con mái, con trống rồi mấy con gà con nó cứ loan toàn ở ngoài sân, cứ tưởng là gà nhà người ta đến, nó bay vào chùa mà hóa ra là gà của nhà chùa, gà của sư cụ nuôi. Đó. Cuộc sống ngày xưa vất vả như vậy. Các cụ không được đi học đi hành, cho nên là một thời gian họ bảo là phải một thời gian, chúng ta biết là trước năm 81 đang còn trong cái thời gian bao cấp thì vận động là toàn dân là chăn nuôi, cho nên chùa họ cũng giao cho chỉ tiêu là gì, nuôi mấy con lợn, mà khi nuôi được lớn lên một cái thì không phải nhà chùa không đem bán mà đem gì, đem sung công quỹ ngân khố của thôn của xã. Và họ lại tính là bao nhiêu cân lợn hơi đó thì được bao nhiêu cân thóc đó, đổi ra quy ra thóc hết đó. Cái thời đó nó thế, cho nên các cụ bây giờ cái thời đó quen rồi, sau này sau năm 1981 rồi, sau năm 75 rồi, sau năm 1981 rồi, thậm chí là đến năm 1998 khi chúng tôi đến cụ vẫn cứ nuôi như vậy đó. Cho nên đấy là nói về, cụ nói về một số các chùa nữa. Tôi biết là tôi đến một cái ngôi chùa, ngôi chùa đó ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi đến ngôi chùa đó, sư cụ ở đó chính là người gì? Sản xuất áo lục thủ hải hội để bán cho các vãi và bán đi các chùa khác ở ở quê. Thì khi tôi đi học tôi để nghe hòa thượng chùa Hương với lại hòa thượng pháp chủ, ngài dạy rằng không được cho các Phật tử khi chết, không được cho các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội để chôn xuống dưới gì? Dưới huyệt, mặc như thế phải tội. Thì hòa thượng bảo vì sao? Vì ở trong áo đó họ in cả hình Phật, hình Bồ Tát và những câu chú của Phật, của Bồ Tát vào đó. Cho nên á, cấm không được cho các Phật tử mặc để chôn xuống dưới huyệt. Và Hòa Thượng giải thích rằng á, vì sao lại như thế? Vì chúng ta biết rằng á, đối với tranh ảnh, tôn tượng, kinh sách của Phật là pháp bảo để cho chúng sinh á, và chư thiên á, từ hàng thiên long bát bộ và chúng sinh ấy, nương vào đó để cung kính, để đảnh lễ, để phát khởi chính tín, phát khởi bồ đề tâm. Nay chúng ta vì cái thân hôi thối của mình mà đem mặc vào là đem chôn, chúng ta biết là bình thường còn sống, các vị cứ thử đi xem, các vị cứ mặc cái áo lục thủ hải hội bình thường thì tất cả mọi người đi chùa ai cũng mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam. Thế tự nhiên Phật tử làm một bộ quần áo gì lục thủ hải hội, mặc cái áo lục thủ hải hội như vậy vào xem, chắc chắn là mọi người sẽ gì, sẽ sang sờ trán mình xem có ấm đầu hay không, tức là người có bình thường hay không, hay là bị thần kinh hay bị điên bị rồ đó, chắc chắn rồi. Hoặc là mình đi chợ, đi ra chợ mua bó rau hay mua gì, mua chút thức ăn cho chồng cho con cho người thân, mọi người thì ăn mặc bình thường, mình chúng ta mặc cái áo lục thủ hải hội đó đi ra mua đó, họ sẽ bảo gì, bảo chúng ta chắc chắn bị điên chứ không phải nghi ngờ gì nữa. Ở thế gian họ còn gì, còn đánh giá người ta như thế. Còn huống chi xuống dưới kia là gì? Diêm Vương, Ngưu Đầu Ngục Tốt, thấy chúng ta gì? Bất kính với gì? Với Phật, với Bồ Tát. Dùng cái áo có gì? Có hình Phật và Bồ Tát để mặc lên trên người. Như vậy là chúng ta bất kính với Phật và Bồ Tát. Chúng ta cứ xem, cách đây mấy năm về trước, tôi đọc một cái bài báo. Ở bên Mỹ, có một cái hãng thời trang. Nó may quần áo phụ nữ đó, quần áo con của phụ nữ đó, nó may hình Phật và Bồ Tát vào cái quần áo con của phụ nữ, và cả thế cả cộng đồng tăng ni Phật tử trên toàn thế giới
lên án cái công ty đó và kêu gọi tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tẩy chay công ty đó, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình và những người có niềm tin đức tin tôn giáo, không chỉ Phật giáo mà cả Thiên Chúa giáo, cả gì các tôn giáo khác như là Hồi giáo vân vân ở trên thế giới, đều tẩy chay không chỉ cái mặt hàng của công ty đó mà tẩy chay tất cả các mặt hàng của công ty đó. Và không bao lâu công ty đó bị suy sụp và phá sản. Cái ông chủ tịch hội đồng quản trị phải nhảy từ lầu 20 xuống đất để tự tử trắng tay. Đấy là quả báo gì? Quả báo coi thường cái đức tin tôn giáo của những người có đức tin tôn giáo ở trên thế gian này. Đó. Đấy là cái quả báo đấy. Quả báo hiện tiền ngay trước mặt. Thế còn ở chúng ta đây là nếu là một Phật tử, lấy danh nghĩa là một Phật tử mà còn gì? Còn mặc cái bộ quần áo lục thù hải hội, có cả hình tượng của Phật và Bồ Tát ở trong đó, in ấn ở trong đó, và có cả những câu thần chú của Phật, của Bồ Tát in ấn vào trong đó, đem quấn cái thây chết của chúng ta. Mà thây chết của chúng ta thì có thơm tho gì không? Chắc chắn không. Trong kinh Đức Phật, kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói là sau khi chúng ta cắt đứt hơi thở, tức là hít vào không thở ra nữa, gọi là chết đó, vài tiếng đồng hồ sau, người bình thường thì bắt đầu là dần dần là cái bụng nó trương lên, cái thân nó xanh lại, nó xám lại, nó đen lại. 10-20 tiếng đồng hồ sau thì cửu khiếu bắt đầu gì? Cửu khiếu bắt đầu là chảy những nước hôi ra, hơi hôi, nước hôi ra. Cửu khiếu là gì? Hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện, vân vân. Đó, thì đấy là gọi là cửu khiếu thường lưu, tức là chín cái nơi ở trong cơ thể chúng ta thường lại chảy hơi hôi ra. Và sang ngày thứ hai, thứ ba một cái thì bụng bắt đầu nó trương to lên và cái hơi hôi lại thường chảy ra chín cái lỗ đó càng nhiều hơn. Và đến một khoảng một tuần thì bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu phân hủy, và cái bụng hoặc là nơi nào xung yếu có thể là nó bục ra, và tất cả những cái sự bẩn thỉu nhất ở trong thân thể của chúng ta thấm hết lên hình tượng và thần câu thần chú của Phật được in trên cái áo lục thù hải hội đó. Và như vậy các quý vị hỏi xem rồi, quyển kinh kỳ cầu nữa, nói cả quyển kinh kỳ cầu nữa thì cho đặt vào tay, cầm lấy quyển kinh kỳ cầu đó. Và tôi cũng nghe một số các cụ già xưng là danh nghĩa Phật tử, tôi gọi là xưng là danh nghĩa Phật tử, nhưng thực tế họ không phải là Phật tử. Vì họ gì? Khi họ quy Tam Bảo là do mấy ông thầy cúng, gọi ông thầy thống ở chùa không có sư, ông thầy thống ông lập đàn, ông lên ông lễ Phật, ông truyền giới cho, ông thỉnh Phật xong truyền giới cho. Cho nên á, thì gọi là danh nghĩa Phật tử thôi, chứ không phải là một Phật tử thực sự đắc giới ở trong cửa Phật chúng ta. Cho nên các vị đó vì không đắc giới, vì không được học, không được hiểu, cố chấp, cho nên á, họ nói rằng khi chết như vậy mặc áo lục thù hải hội vào, tức là có Phật, có Bồ Tát bảo vệ cho mình, cho nên không sợ bị ma vương quỷ sứ nó bắt nạt nữa. Đấy là cái thứ nhất, lý do thứ nhất là mặc áo lục thù hải hội. Lý do thứ hai là gì? Mặc áo lục thù hải hội vào á, cái áo đó nhẹ cho nên gì, thần hồn thần xác thì nằm lại ở dưới đất, nhưng mà thần hồn của mình mới bay về với Phật được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, cho nên họ mặc cái bộ quần áo đó. Và họ cầm quyển kinh kỳ cầu ở trên tay, tức là ôm trên bụng ấy. Thì thường người mất sau khi mất ấy, thì họ hay để lên trên bụng này, tức là để quyển kinh kỳ cầu vào, ôm lên trên bụng, để vào trong bụng chỗ rốn mình nhận. Thế là hai quyển, hai cái tay là gì? Đặt lên, hoặc là một cái tay con trai thì đặt tay trái vào trong bụng và tay đặt quyển kinh kỳ cầu, đặt quyển tay gì? Tay trái ôm lên, hoặc là con gái thì đặt tay trái xuống vào trong bụng và đặt quyển kinh kỳ cầu vào giữa, và đặt tay phải lên trên, vân vân. Đó là cũng có nhiều nơi họ làm khác, họ nói làm như thế, có quyển kinh kỳ cầu trong tay á thì xuống đó không có ma vương quỷ sứ nào có thể đánh bắt chúng ta được, không có ai làm gì chúng ta được, và chúng ta được về với Phật. Tôi nói với các lấy một cái ví dụ cho các quý vị nghe. Bây giờ có một kẻ gì? Cướp của giết người hoặc buôn hàng quốc cấm, bị công an là gì? Truy lùng gắt gao.
Và kẻ đó thì chạy ra hàng, có cái hàng bán kinh sách, họ đến chùa xin thỉnh một quyển kinh, và gì, nó cầm ở trên tay và nó chạy chạy trốn lệnh truy nã của gì, của công an, của cảnh sát. Có được không? Các vị nghĩ xem, chạy có được không? Vị đó có chạy được không? Có trốn thoát được không? Cầm quyển kinh ở trên tay, ôm quyển kinh trên tay để chạy trốn lệnh truy nã của gì, của pháp luật quốc gia, có chạy trốn được không? Các vị trả lời, có chạy trốn được không? Không, chắc chắn là không. Cho dù vị đó gì có cầm hàng chục quyển kinh, có đi trước thì cầm kinh, sau thì gì, điệu kinh, tức là gì, điệu tất cả một cái hòm kinh ở đằng sau nữa để chạy trốn, để mong rằng mình có kinh ở đây rồi thì sẽ chạy trốn được pháp luật quốc gia. Không được. Hoặc khi đã tạo tội lỗi như vậy rồi, giết người, cướp của, buôn hàng quốc cấm như vậy rồi, bị pháp luật ra lệnh truy nã rồi, truy tố, truy nã rồi, thì vì đó có thể gì? Đem mặc cà sa, cạo tóc vào chùa cũng không thể trốn được. Có thể trốn được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, nhưng không thể trốn mãi được. Cho nên các vị nhớ lại cách đây năm ngoái, cũng chính vì cái vụ này mà có thể tôi được nổi tiếng, Bắc Trung Nam nhiều người biết đến. Đó là sao? Có một cái vị sư cũng ở chùa Khai Nguyên, nhưng một vị chưa sư chùa Khai Nguyên là gì? Ở địa bàn khác, nó ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cơ. Mình đây là ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Ở Hà Nội có hai ngôi chùa Khai Nguyên, nhưng ngôi chùa Khai Nguyên đó thì có một gọi là một chú tiểu thôi, chưa phải là sư đâu, gọi chú tiểu mới cạo tóc năm 2014 mà, thì 2016 thì bị bắt. Trước đây thì hắn ta là một dân chơi hút hít thuốc phiện và buôn bán heroin. Ba anh trong đội đó, có ba anh buôn bán heroin thì hai anh bị bắt, còn anh ta thì nhanh chân chạy thoát được và đi sang Trung Quốc làm thuê, làm mướn, là giặt dẹo bên Trung Quốc là 2-3 năm. Nhưng sau khi không chống được thì anh ta mới bắt đầu đi về nước. Đi về nước thì anh ta nghĩ rằng đi vào chùa thì có thể trốn được lệnh truy nã của pháp luật nhà nước, và anh ta tìm đến cái chùa đó gọi là chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Anh ta vào chùa năm 2012, thì đến 2014 anh ta được vị trông nom ở cái ngôi chùa đó cạo tóc cho làm chú tiểu. Và vị đó cứ tưởng là khi được cạo tóc làm chú tiểu rồi á, ở trong chùa thì sẽ lẩn trốn được pháp luật. Nhưng không ngờ đâu, một hôm thì anh ta đi ra mua hoa quả ngoài cửa chùa thì bị các chú làm cái ngành an ninh nhìn thấy và phát hiện ra, và liền là về là lập một cái chuyên án theo dõi. 1-2 tháng sau thì bắt, ra lệnh và bắt. Và khi bắt lên thì cái báo chí nó đưa nó không rõ ràng, nó chỉ đưa là chùa Khai Nguyên, sư trụ trì chùa Khai Nguyên là bị bắt, nó tiêu đề là như thế, sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt vì buôn thuốc phiện, buôn hàng quốc cấm. Nhiều Phật tử là gì, đọc thấy cái từ là gì? Sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt, một cái là gì, gặp báo ngay và không đọc nữa, và bắt đầu là gọi điện ngay cho mọi người là gì, sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt có đúng không, và tạo thành một cái làn sóng. Và đi đâu tôi cũng được gì, cũng được mọi người hỏi thăm. Thậm chí là có những người làm cán bộ cấp cao của nhà nước cũng gọi điện hỏi thăm. Các thầy cùng học với tôi Bắc Trung Nam cũng đều gọi điện hỏi thăm. Khi gọi điện hỏi thăm, nghe tôi nghe máy thì hỏi là thầy đang ở đâu đấy? Thầy đang ở chùa. Có thật không? Thật mà. Thế các thầy bảo thế mà người ta bảo là ông buôn thuốc phiện bị người ta bắt à? Thế tôi bảo tôi bị bắt làm sao các thầy còn nghe được tôi, alo điện thoại, nó nghe điện thoại các thầy nữa. Thế mà xong rồi tôi mới tìm hiểu thì hóa ra là có cái vị sư tiểu ở chùa Khai Nguyên như thế. Và sau này đọc lại tờ báo thì đúng cái tiêu đề báo nó đăng là sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt vì buôn bán thuốc phiện. Đấy. Nhưng mà đọc hết báo đến gần cuối báo thì họ mới nói là gì, chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thế mới đau chị đấy. Nếu mà nó đưa ra ngay cái chùa Khai Nguyên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội lên ngay đầu báo thì lại không có cái chuyện như thế, không có cái chuyện mà nó linh tinh lộn đùng phèo như thế. Đó. Đây cho nên có tránh được không? Vì có vào chùa rồi nhưng có tránh được pháp luật không? Không tránh được. Rồi nữa, tôi đọc thấy cũng năm ngoái 2016, có một cái vị ở bên, một vị sư bên Trung Quốc,
Trước đây vị đã từng giết 2 người. Do mâu thuẫn cá nhân, giết 2 người và vị này bỏ trốn. Trốn vào chùa, lên Phổ Đà Sơn, tức là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Đà Sơn là đạo tràng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hắn lên đó để xuất gia, tu hành ở trên đó mấy năm, xong rồi đi học. Đi học xong rồi vị này đi làm trụ trì, và trụ trì vị nào làm, vị này làm ở như ở Việt Nam chúng ta gọi là trưởng ban trị sự Phật giáo của một huyện ở bên Trung Quốc. Và vị này còn tham gia như ở Việt Nam chúng ta là tương đương với cái chức là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đấy, cái chức của bên kia thì nó khác với cái chức danh gọi bên Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái chức chúng ta so ra thì nó tương đương với cái chức là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Thì vị đó tham gia cả 2 cấp, đó là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đặc biệt là về Phật giáo thì vị này là gì, là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện, nếu mà so như Phật giáo của Việt Nam chúng ta, và làm ủy viên thường trực của ban trị sự Phật giáo một tỉnh. Đó, vị này trải qua hơn 20 năm sau, ngành công an cảnh sát Trung Quốc mới phát hiện ra, khi đọc thấy cái tin vị này á, làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh á, thì khi đó mới nhìn vào cái ảnh. Công an cảnh sát ở Trung Quốc nhìn vào cái ảnh nó mới thấy là gì? Ơ, có một cái gì đó rất giống với cái vị cướp của giết người hơn 20 năm trước đây. Và họ lập một cái chuyên án để theo dõi. Khi theo dõi thì mới biết là gì? Hắn ta chính là gì? Con quỷ đội lốt gì? Đội lốt thầy tu. Và hơn 20 năm sau, hắn vẫn bị pháp luật gì? Lôi ra để trừng trị. Đó, cho nên tôi mới nói lấy cái này, ví dụ này nói với các quý vị là cho dù á, sống ở trên đời chúng ta không làm việc thiện, cho dù á, có mặc áo lục thù hải hội thì chắc chắn là Diêm Vương Ngục Tốt vẫn hỏi như thường, mà thậm chí là còn cho thêm, phải phạt thêm cho một cái tội là gì? Bất kính với gì? Với Tam Bảo. Phạt thêm cho một cái tội do vô minh không chịu học hỏi. Thêm 2 cái tội nữa. Bất kính với Tam Bảo và vô minh không chịu học hỏi. Tức là ngu dốt mà không chịu học hỏi. Cố chấp. Đó. Rồi một cái tội nữa này. Là coi thường pháp. Tức lấy kinh điển của Phật để cho vào trong quan tài để chôn theo thầy chết của mình. Đó. Cho nên là ở đây trả lời cái ý thứ nhất của câu hỏi Phật tử này. Và Phật tử hỏi ý thứ hai là gì? Khi cải táng, tức là tục lệ Việt Nam chúng ta sau khi chết được 3 năm, 4, 5 năm rồi đó, thì gọi là thay áo, sang cát đó, gọi là cải táng. Có nơi gọi là thay áo, có nơi gọi là sang cát, có nơi gọi là cải táng, vân vân. Thì người ta hay bỏ vào trong tiểu, trong quách vàng hoặc bạc để ngăn ma quỷ bắt nạt, việc đó có đúng không? Tôi xin trả lời là trong Phật giáo chắc chắn không có dạy như thế. Còn ở tôn giáo khác thì tôi không biết, tôi không bàn, tôi không nói. Nhưng mà xem vào cái, nếu mà y vào giáo luật của Đức Phật, thì chắc chắn không có chuyện là con người ta sau khi chết rồi mấy năm sau cải táng, thay nhà mới, vân vân đó, tùy theo cách gọi. Mà cho vàng bạc vào trong đó thì ma quỷ không bắt nạt, chắc chắn không có chuyện đó. Mà cho nhiều vàng bạc vào chỉ là cái tổ cho gì? Nếu mà cái bọn mà nghiện ngập á, bọn trộm cướp á, nó biết được là mình nhà mình nó cho khoảng vài chỉ hoặc một vài cây vàng vào trong cái tiểu quách á, thì có khi mấy hôm sau có xây mộ rồi nó cũng khoét mộ gì, nó chui từ dưới chui lên để nói gì, nó lấy. Năm ngoái tôi cũng đọc thấy một cái bài báo ở dưới hình như Hải Dương hay sao, bắt được một cái trường hợp này nghi là cậu ta đã phục gì mấy ngày mấy đêm trời mưa trời gió để đào. Nhưng khi đào được đến gần sáng thì có người đi lấy nước ruộng mới phát hiện ra, với lại về báo dân làng là vây và bắt được. Thì nó nói rằng đây, nó nghi là cái người chết kia nghe người ta nói là để cho mấy chỉ vàng vào trong miệng của người mất, cho nên nó ra nó đào trộm để nó lấy. Nó chỉ xin mấy chỉ vàng thôi chứ nó không có ý gì ác. Nó bảo xin mấy chỉ vàng xong nó thì nó lại lấp lại chứ nó không có ý gì ác, vì nó bảo là nó đói lắm, nó không có tiền. Thế thôi, trong cuộc sống nó đói, nó không có tiền thì bây giờ cho người chết như thế nó phí đi. Cho nên nó ra gọi là nó xin. Đấy, nó lấy lý sự là như nó xin. Nhưng không biết là cái vụ đó sau này thì pháp luật họ xử như thế nào thì tôi cũng không rõ, vì không thấy những bài báo tiếp theo nó viết về cái vụ xử đó như thế nào nữa. Đó, cho nên gọi là mang họa vào thân. Hay là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ của các vua chúa quan lại, các chế độ phong kiến Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước ở thế giới ngày xưa,
Những người chết mà cho thì nhiều của cải vàng bạc châu báu đi theo để chôn cất đó. Nhưng chắc chắn là trên cái ngôi mộ đó không có yên. Không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa. Nhưng ngôi mộ đó sẽ bị kẻ gian là gì? Đào trộm và đập phá mà thôi. Cho nên đừng có dại gì mà gì? Cho vàng bạc vào trong gì? Trong quan, trong quách. Ma quỷ gì? Nó không sợ cái đó đâu. Nó đâu có sợ. Và Phật tử nó hỏi ý thứ ba là khi người thân chúng con mất thì chúng con nên làm gì để tốt nhất? Làm gì tốt nhất? Khi có người thân mất thì tốt nhất đó là tụng kinh Địa Tạng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho người đó. Đó là việc gì? Việc tốt nhất. Không có việc nào tốt hơn nữa cả. Không có một việc nào tốt hơn. Đó. Hai Phật tử hỏi là con dâu con nói rằng Phật con dâu con mới bị sảy thai, con đã ăn chay tụng kinh 100 ngày. Xin thầy cho một lời khuyên. Cái việc mà con dâu có thai xong lại sảy thai thì cái này cũng là một cái điều, nó cái duyên, nó chưa gì, nó chưa đến lúc vậy. Thôi Phật tử với cũng khuyên con dâu và con trai của mình là cũng nên là bố thí, phóng sinh tu phúc cũng dạng làm việc thiện nhiều hơn nữa. Đặc biệt là nên gì? Nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa. Trước đây một ngày mình có thể tụng có một quyển thượng, thì bây giờ phát tâm lên tụng một ngày thêm một quyển trung hoặc quyển hạ nữa. Nếu được ngày cả ba quyển thượng trung hạ là tốt nhất. Và để hồi hướng, trước tiên là hồi hướng siêu độ cho rể gia tiên cửu hiền thất tổ và những oan gia trái chủ của bản thân chúng ta và con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt trong gia đình chúng ta. Và đặc biệt là gì? Hồi hướng cho cái vong thai nhi mới mất đó. Đó. Không được, chưa được sinh ra, chưa được làm người đó. Thì hồi hướng cho họ. Để đi chúng ta thì tăng thêm phúc, thêm thọ, tăng thêm công đức, duyên lành. Ấy. Thì có thể một thời gian sau thì con dâu của cụ lại tiếp tục để lại có thai và sinh em bé thôi. Và đặc biệt là Pháp hội Quan Âm tháng 9 này. Cụ và bảo cả được con trai và con gái nó được nghỉ. Thì nó hoặc là nó cố, nó xin nghỉ lấy 3 ngày đó, nó lên nó tham dự Pháp hội Quan Âm trong 3 cái ngày đó, thì 3 ngày Pháp hội đó là dành cho vấn đề cầu bình an, cầu tự tức là cầu sinh con đó. Những đôi vợ chồng mà gì cưới nhau không thì 5 năm, 10 năm, thậm chí hơn nữa, thuốc thang, cầu cúng, các nơi không khỏi á, thì đến đây tham dự cái Pháp hội đó mà gì, mà sám hối, mà cầu nguyện. Thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài thế gì có đầy đủ lòng từ bi, công đức và thần thông để có thể dẫn dắt cho những thần thức, những linh hồn đang được muốn đi đầu thai hoặc là và sắp được đi đầu thai thì sẽ gì? Sẽ đầu thai người có phúc báo tương tự với gì và hợp duyên với con dâu con trai của mình ấy, thì nó sẽ nhập thai và làm gì, làm con làm cháu trong gia đình nhà mình thôi. Đó, rất nhiều trường hợp được rồi. Cho nên trường hợp này Phật tử thì trước hết là vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng và tụng được một ngày cả một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt. Xong rồi hồi hướng phát nguyện cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng sớm gì, sớm cho con trai và con dâu mình sinh được đứa con, mình thì có đứa cháu đích tôn. Đó. Nhưng mà đặc biệt Pháp hội Quan Âm tới thì nên đến. Cả gia đình đến thì là tốt nhất, không thì bảo vợ chồng nó đến. Mình cụ đến thì nó cũng chưa được thành tâm lắm. Vì vợ chồng nó đến được nữa là quý. Đi được hai vợ chồng là càng quý, mà không thì chồng đi hoặc vợ đi cũng được. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình. Đó. Người ta ở tận miền Nam người ta còn ra đây được cơ mà. Ở tận bên Mỹ hay là ở tận bên Pháp, bên Úc người ta còn về đây cơ mà. Mấy năm trước có một cái cô Phật tử, con gái của bà Phật tử rất thân với chùa. Hơn 40 tuổi mới lập gia đình. Cho nên cưới nhau cũng 2-3 năm vẫn không thấy có tin tức gì cả. Đi bệnh viện làm xét nghiệm thì họ bảo rằng cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại sao không sinh con? Họ bảo có lẽ là do già quá rồi. Hơn 40, gần 50. Cô vợ hơn 40, gần 50. Chồng cũng vậy. Chắc là chữa thì 2-3 năm chữa bên Pháp không khỏi. Rồi sang cả bên Mỹ, bên ấy các nước tiên tiến về cái việc đó cũng không khỏi. Về Việt Nam làm cũng không được, chữa cũng không được. Thụ tinh nhân tạo vân vân đó, cái gì đó của khoa học, của y học tôi không rõ lắm, cũng không được. Mấy lần thì đều không được. Nhưng sau đó thì tôi bảo bà mẹ của cái cô ấy, thôi bảo vợ chồng nó về.
theo một cái pháp hội, ngày đó chưa có pháp hội Quan Âm, mới chỉ có pháp hội Địa Tạng thôi. Và hai vợ chồng nó cũng ở từ bên Đức nó về, sống bên Đức chứ không phải bên Pháp, xin lỗi, ở bên Đức. Hai vợ chồng ở bên Đức về, về nhà theo dự chọn 3 ngày pháp hội. Và cách đây 2 năm, sinh không chỉ sinh một đứa mà lại còn sinh đôi nữa, sinh một lần mà sinh đôi nữa. Đó. Hơn 40 tuổi sinh một lần, sinh hai đứa con một lúc. Đó. Sinh đôi. Cả vợ cả chồng đều vui. Đó, cho nên ở đây thì là cái chuyện mà tâm linh chúng ta không thể giải thích bằng gì, bằng khoa học được. Bảo khoa học bảo tôi giải thích bằng logic, bằng khoa học biện chứng thì tôi chịu, tôi bó tay, tôi không thể giải thích được. Nhưng mà những sự việc nó xảy ra như vậy mà nó có cái sự mầu nhiệm như thế của rất nhiều những đôi nam nữ cưới nhau mà khó sinh con, họ tụng kinh Địa Tạng, họ theo pháp hội Quan Âm, họ lên chùa Tản Viên để xin cái nước giếng chùa Tản Viên để họ uống ấy. Thế tự nhiên về là có con, tự nhiên về là một vài tháng sau, thậm chí có người về một vài tuần sau là gì? Là có em bé, mang thai em bé. Thế cho nên chúng tôi không giải thích được. Vì vậy mà khuyên Phật tử là gì, cũng nên nhất tâm tín kính, tiếp tục thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là khuyên cả con dâu mình cũng nên đọc tụng nữa thì càng nhanh. Đến pháp hội Quan Âm tháng 9 này, hình như là 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch thì phải. Cái lịch như vậy các vị có thể xem thông báo trên trang web của nhà chùa thì sẽ rõ hơn. Vì tôi thì nhiều việc cho nên lắm khi cũng không nhớ lắm. Để bắt đầu câu hỏi thứ nhất. Thì có một Phật tử hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng, nhưng có người mất lâu ngày. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.